Phật dạy 18 câu chuyện trí tuệ là phương thuốc vàng để tiêu trừ mọi đau khổ. Quý vị thân mến, lời dạy của Đức Phật rất ý nghĩa nhưng khó hiểu. Vì vậy khi Đức Phật tại thể, Ngài thường dùng những mẩu chuyện để giúp người hiểu hơn về lời dạy của Ngài. Những câu chuyện trí tuệ dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về lời dạy của Ngài. Đây cũng là những phương thuốc vàng giúp con người tiêu trừ mọi khổ đau trong cuộc đời. Câu chuyện thứ nhất, Đức Phật chỉ ra phương thuốc vàng có thể tiêu trừ bách bệnh. Phật Tổ nói, đạo đức là vạn nghiệm linh dược, có thể tiêu trừ bách bệnh. Khi xưa có người đàn ông nọ, sống trong một hoàn cảnh khá sung túc, nhưng trong tâm ông lại luôn cảm thấy rất bất an. Một ngày nọ, ông ta quyết định đi tìm gặp Đức Phật để hỏi cho ra nhẽ. Khi gặp Đức Phật, ông ta quỳ trước Đức Phật, vừa khóc lóc thảm thiết mà rằng, thưa Phật Tổ, Ngài sao lại nhẫn tâm như vậy? Ngài khiến cho tôi bận bịu suốt cả ngày mà không làm được việc gì. Tối đến, tôi cứ như người mất hồn, mất vía, trong tâm luôn nơm nớp lo sợ, không lúc nào là không sống trong khổ đau, dằn vặt. Nghe xong, Phật Tổ bèn hỏi, vì sao lại như vậy? Ông ta thưa rằng, ban ngày, vì kiếm tiền để có bát cháo cầm hơi, tôi phải nói ra rất nhiều lời ngon ngọt, dối trá. Tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu trái với lương tâm của mình, chỉ vì miếng cơm manh áo. Hơn nữa, tôi làm gì cũng không thể tập trung cho được. Mỗi khi đêm về, tôi lại thức trắng đêm không tài nào chợp mắt được, cứ như sống trong địa ngục trần gian vậy. Thưa Phật Tổ, nhân sinh bản lai bất dung dị, cuộc sống vốn không phải dễ dàng. Cuộc sống vốn đã rất khó khăn, Ngài vì sao còn muốn tra tấn người ta thậm tệ đến thế kia chứ? Phật Tổ ôn tồn, nói, nhà ngươi chỉ vì một bát cháo cầm hơi mà đi lừa gạt người khác, đó không phải là con đường sinh tồn chân chính của con người. Ta là từ bi mà không bao giờ đẩy con người vào đường cùng. Nay ta thấy trong tâm của ngươi ẩn chứa toàn độc dược, cần phải có một loại thuốc giải đặc biệt để loại trừ nó đi. Người kia mừng rỡ, vội vàng cất tiếng hỏi, đó là thần dược chi vậy? Xin Ngài hãy cho tôi biết thuốc đó tên là gì, để tôi đi mua về uống thử. Phật Tổ mỉm cười, nói, thuốc đó chính là đạo đức. Đạo đức chính là linh dược hiệu nghiệm nhất có thể chữa được bách bệnh. Vị thí chủ ngước nhìn lên thấy Phật Tổ tỏa trên đài sen lung linh, khắp thân tỏa ánh hào quang rực rỡ, khuôn dung tươi tỉnh toát lên vẻ từ bi hồng đại. Người kia bừng tỉnh chắp tay bái tạ Đức Phật, ánh hoàng hôn phủ xuống một màu vàng trải đầy khắp không gian mênh mông, vô tận. Hồng trần cuồn cuộn, lối đạo thênh thang, cao quý ở hai từ chân chính. Một lần, để thử nghiệm huệ căn của một số tăng nhân trong chùa, Cao Tăng Huệ Năng đã cho người dựng một bức tượng Đạt Ma trên đỉnh núi Phi Lai Phong, tên gọi khác là Linh Tiệu Phong, và truyền rằng nếu ai có thể đường đường chính chính mà chạm đến tuệ nhãn của tổ sư, thì người đó được kế thừa y bát. Các tăng lữ nghe thấy vậy, ngày đêm bàn tán xôn xao về việc sư trụ trì cho dựng tượng Đạt Ma bằng vàng là để chuẩn bị cho việc tìm người thừa kế ngôi vị trụ trì trong tương lai. Nếu ai có thể chạm được tới mắt của bức tượng trên đỉnh núi, thì người ấy được kế vị. Tục truyền rằng, con đường dẫn đến đỉnh núi Phi Phong Lai rất khó khăn, hiểm trở. Có không ít tăng nhân vì muốn được làm sư trụ trì mà đã lìa đời trên con đường chinh phục đỉnh núi. Điều đó cho thấy rằng con đường lên đỉnh núi Phi Phong Lai là thập phần gian nguy. Một số tăng nhân trong chùa đã phát hiện ra một lối tắt lên đỉnh núi. Họ bắt đầu dì tai nhau men theo lối tắt này. Nếu đi theo con đường tắt này thì có thể rút ngắn thời gian lên đỉnh núi. Lại có đám tăng nhân tìm thấy một con đường lớn, bằng phẳng ở phía sau núi. Họ có thể ung dung, thản đáng bước bộ lên tận đỉnh núi mà không có bất kỳ một chướng ngại nào. Duy chỉ có một vị tên là Tâm Thiền đã quyết tâm leo lên đỉnh núi Phi Lai Phong từ phía trực diện. Vách núi hiểm trở cao chót vót, đường lên khúc khuỷu, dây leo chằng chịt. Tâm Thiền một lòng quyết tâm hướng Phật, không màng gian nguy từng bước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Trên đường lên núi, anh đã phải nếm trải không biết bao nhiêu là chông gai, đổ bao nhiêu giọt mồ hôi, chảy bao nhiêu máu. Cuối cùng Tâm Thiền cũng leo lên được đến ngọn Linh Tiệu Phong. Nhưng khi leo lên đến đỉnh núi, anh ta mới phát hiện ra rằng tất cả các tăng lữ đồng đạo, sư huynh, sư đệ đều đã hội tụ đông đảo ngay trước kim tượng tổ sư Đạt Ma. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Tâm Thiền. Song anh ta không hề cảm thấy hổ thẹn vì sự chậm trễ của mình, mà thong thả bước đến trước tượng Đạt Ma khẽ chạm vào tuệ nhãn. Lúc này, Cao Tăng Huệ Năng mới xuất hiện. Ngài tuyên bố rằng Tâm Thiền rất có tuệ căn, đã đủ điều kiện để kế thừa y bát. Ngài quyết định vị sư trụ trì kế tiếp của bản môn chính là Tâm Thiền. Các tăng nhân nghe thấy vậy vô cùng kinh ngạc, có vị cảm thấy rất bất bình trong tâm mà lớn tiếng. Tâm Thiền là người đến sau cùng nhất, lại đi con đường dễ chết nhất,
không phải người có tài trí gì, vị trí trụ trì làm sao có thể để cho hắn ngồi lên đó được. Lúc này, Cao Tăng Huệ Năng điềm tĩnh đáp: sống trên đời, làm người tu hành quý ở hai chữ chân chính, ngôn chính đương ngôn, tư chính đương tư, hành chính đương hành. Nói lời chân chính, nghĩ điều chân chính, làm điều chân chính. Các ngươi đều vì sợ không kịp thời mà chọn lối tắt. Chỉ có tâm thiền quang minh chính đại, đường đường chính chính mà từng bước leo lên từ phía trực diện. Các ngươi đều vì sợ gian nguy, theo con đường lớn phía sau núi mà lên. Chỉ có tâm thiền không sợ chông gai, vượt qua thử thách bằng máu và mồ hôi từng bước tiến lên. Con đường mà anh ta chọn là chính đạo, còn các ngươi thì không. Thử hỏi, làm sao có thể đem chùa chiền của ta trao lại cho những người có hành vi bất chính được? Hãy nên nhớ rằng, phải đi trên con đường chính pháp, chính đạo. Tất cả tăng lữ nghe xong, á khẩu không nói được một lời. Mới hay, kiếp nhân sinh vốn dĩ không phải dễ dàng, thiên tai, nhân họa, tật bệnh nghiệp ương, hết thảy đều là khổ ải. Xưa nay, không ít người vẫn đi khắp núi Nam, bể Bắc cầu tìm phương thuốc trường sinh bất lão mà vẫn chẳng thể gặp. Những tưởng xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt, dược phương trừ bách bệnh, giải vạn tai ương, lại ở ngay chính trong tâm khảm của mỗi chúng ta. Đó chính là thiện lương, hay nói cách khác ấy chính là đạo đức. Sống trên đời, trăm điều ác dù nhỏ cũng không thể làm, một điều thiện dù nhỏ cũng phải làm cho kỳ được. Đời người cao quý ở hai từ chân chính. Câu chuyện thứ hai, Đức Phật hỏi đời người dài bao lâu, câu trả lời của một môn đồ khiến nhiều người giật mình. Theo bạn, cuộc đời của mỗi con người chúng ta dài được bao nhiêu? Nếu chưa chắc chắn được câu hỏi này thì có lẽ bài viết dưới đây là dành để tặng bạn. Trong một lần đi thuyết giảng, Đức Phật đã đến một nơi rất xa xôi. Trên đường đi, Ngài cùng với các môn đồ của mình đã được chứng kiến biết bao cảnh đời. Người giàu có, kẻ nghèo có, người khoe mạnh có, người đau yếu cũng có. Đó vốn là những thứ tất yếu tồn tại trên cõi đời, nhưng khi tận mắt chứng kiến mới thật xót xa. Đi bộ nhiều ngày khiến đôi chân của họ trở nên chai cứng, nhức mỏi, thậm chí là đau đớn. Họ quyết định nghỉ lại giữa đường. Khi ngồi dưới bóng của một cái cây lớn, Đức Phật bất ngờ hỏi một môn đồ ngồi gần nhất là một Ramana, nhà sư, tu sĩ khổ hạnh, rằng đời người dài bao lâu. Bất ngờ trước câu hỏi của Đức Phật, môn đồ này chẳng kịp suy nghĩ gì, đã trả lời rất nhanh như một phản xạ: thưa Đức Phật, đời người có lẽ dài được vài chục năm, nếu người nào sống thọ thì có lẽ được hơn như thế một chút. Đức Phật nói, vậy là người chưa hiểu gì rồi. Sau đó, Đức Phật lại hỏi một môn đồ khác, người này trả lời rằng, thưa Đức Phật, chẳng phải ai cũng có thể sống được tới vài chục năm, có những người chỉ sống được vài năm mà thôi. Đức Phật vẫn nói, chưa đúng. Vậy vài tháng, vài tuần, vài ngày, Đức Phật trả lời, các ngươi chưa hiểu gì về Phật Pháp rồi. Cuối cùng, chỉ còn lại một môn đồ im lặng từ lúc đầu đến giờ. Đức Phật nhìn anh ta, rồi hỏi, còn ngươi, ngươi nghĩ đời người dài bao lâu? Người này nhìn Đức Phật, lễ phép nói, thưa Đức Phật, con nghĩ đời người chỉ dài bằng một hơi thở mà thôi. Nghe thấy thế, tất cả các môn đồ khác đều quay lại nhìn người đã đưa ra đáp án, tỏ vẻ kinh ngạc. Thật sự đời người chỉ ngắn thế thôi sao? Họ hoài nghi, rồi nhìn Đức Phật, lúc này Ngài đang mỉm cười, gật đầu đồng tình, tốt lắm. Người đã hiểu được đạo lý trên đời rồi đó. Lời bạn, dài hay ngắn, lâu hay chóng, nhiều khi chỉ là cảm giác của con người. Cuộc đời kéo dài mấy mươi năm, nhiều khi ngoảnh lại chỉ nhanh như một cái chớp mắt. Lại cũng có khi, chỉ một đêm mất ngủ, lại thấy nó dài tựa thiên thu. Người xưa từng nói, một ngày phương trời, nghìn năm mặt đất. Trong các câu chuyện cổ của Trung Quốc, Nhật Bản, hay gần gũi nhất là câu chuyện Tử Thức Gặp Tiên của Việt Nam đều đã nhắc đến vấn đề này. Tử Thức và động tiên vài năm, trở lại đã ra người thiên cổ. Vậy nên với cõi khác mà nói, sinh mệnh con người đúng là chỉ như một hơi thở mà thôi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã mất rồi. Cho nên, con người cũng nhất định không được lãng phí sinh mệnh của mình ở những việc vô bổ, những việc sẽ khiến cho họ phải hối hận. Ngày nay, có không ít người trẻ vẫn cho rằng cuộc đời là quá dài, trẻ không chơi, già hối tiếc. Thế nhưng, nếu họ chỉ biết ăn chơi, sa đọa, sống một cuộc đời phóng túng, có lẽ họ còn chẳng có một tuổi già để mà hối tiếc, trở thành gánh nặng, thậm chí nỗi bất hạnh cho những người thân yêu của họ. Lại cũng có những người, ngược lại chỉ biết lao vào công cuộc kiếm tiền để thỏa mãn các nhu cầu của bản thân, hoặc mong ước mang đến cuộc sống tốt đẹp cho người mà họ yêu quý. Thế nhưng, chớp mắt một cái, phú quý chưa thấy đâu, bệnh tật đã đón đầu, và lúc này họ thấm hơn bao giờ hết,
chiếc giường đắt nhất là chiếc giường trong bệnh viện. Vậy nên hưởng thụ hay cống hiến, quan trọng là bạn phải tìm được sự cân bằng, tìm ra những điều quan trọng nhất với mình, thì nhất định, dù chuyện gì có xảy ra, bạn cũng không phải hối hận. Vậy những điều quan trọng nhất của mỗi người là gì? Là CHA mẹ, vợ, chồng, CUN cái, những người đồng cam, cộng khổ với bạn trong cuộc sống, dù bạn có giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau ốm. Những người này, bạn nhất định phải đối đãi cho tốt, đừng bao giờ rời bỏ hay phản bội họ. Là ANHEM, bạn bè, đồng nghiệp, những người sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ bạn trên đường đời, hoặc đơn giản là chỉ ngồi cùng bạn nhâm nhi chén trà, cùng ngắm trời xanh mây trắng, bàn chuyện nhân sinh. Những người này, bạn đừng vì danh lợi mà đánh mất họ. Là chính bản thân bạn, đừng quên có một người bạn thân thiết nhất, chẳng bao giờ rời xa, người mà bạn luôn có thể dựa vào bất kỳ lúc nào, thậm chí còn thân hơn cả cha mẹ, vợ, chồng, con cái, chính là bản thân bạn. Đừng buông thả, nhưng cũng đừng hà khắc với bản thân, bắt nó làm việc hết công suất, khiến nó mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Có câu nói rằng, sinh có hạn, tử bất kỳ. Trong cõi nhân gian này, không ai biết được chính xác tương lai mình còn lại bao lâu. Vì vậy, hãy trân quý hết thảy những gì ở hiện tại và làm những điều tốt đẹp, hành thiện, tích đức để không phải hối tiếc về sau. Đó cũng chính là hành trang vĩnh hằng để chúng ta mang theo bên mình đi đến một tương lai tươi sáng. Câu chuyện thứ ba, năm nhà sư đi đến tu viện cuối cùng chỉ một người tới nơi, vậy chuyện gì xảy ra giữa đường? Có một nhà sư tu hành ở một thung lũng xa xôi. Một hôm, ông mới viết thư gửi đến một vị sư trụ trì của một ngôi chùa, nói rằng ông cần một nhà sư tới đó giúp đỡ. Sau khi nhận được thư, sư trụ trì mới gọi tất cả các đệ tử đến, sau đó cầm lá thư đọc to lên cho tất cả mọi người cùng nghe. Cuối cùng, ông tuyên bố, các ngươi hãy chọn ra 5 người rồi lên đường đến tu viện đó đi. Nghe thấy vậy, một nhà sư tỏ ra ngờ vực, hỏi lại, thưa sư trụ trì, người có nhầm không? Rõ ràng là trong bức thư nói chỉ cần một người đi thôi mà. Sư trụ trì nghe thấy vậy thì cười lớn rồi nói, đường thì xa, lại khó đi và có nhiều cám dỗ, ta chỉ sợ đến cuối cùng sẽ chẳng còn ai trong các ngươi tới được đích đến. Cứ đi đi, rồi ngươi sẽ hiểu điều ta nói. Các nhà sư cũng cười vui vẻ. Họ nghĩ sư phụ của mình đang nói đùa. Tuy trong lòng vẫn băn khoăn, nhưng vì không dám trái lệnh, họ bèn cử ra 5 người sáng sớm hôm sau sẽ khởi hành đi đến tu viện xa xôi kia. Hôm sau, từ tờ mờ sáng, 5 nhà sư đã khăn gói lên đường. Mới đi chưa được bao xa, họ đã gặp một sứ giả đứng trước một ngôi làng. Người này vừa nhìn thấy 5 nhà sư thì vội nói ngay, nhà sư ở ngôi làng của chúng tôi vừa mới qua đời, chúng tôi cần một người thay thế, chế độ đãi ngộ ở đây rất tốt. Các nhà sư nhìn nhau không nói gì. Nhìn qua, ngôi làng này có vẻ rất trù phú, người dân trông ai cũng có vẻ no đủ, giàu có. Vậy là một trong số họ bắt đầu lung lay. Cuối cùng, người này nói với 4 người còn lại, đằng nào thì tu viện kia cũng chỉ cần có một vị sư thôi mà. Tôi ở lại đây thì cũng là phục vụ cho Đức Phật, vì thế các anh hãy lên đường đi. Vậy là chỉ còn 4 nhà sư tiếp tục hành trình. Đến hôm sau, họ lại đi qua một vương quốc. Đúng lúc đó, 4 nhà sư bắt gặp một chiếc kiệu lớn đang rước nhà vua đi qua. Nhà vua đang định lướt qua, nhưng nhìn thấy dung mạo hơn người của một nhà sư trẻ trong số họ thì ánh mắt sáng lên, ra hiệu cho đoàn người dừng lại. Đợi đã, nhà sư trẻ kia, ta đang tổ chức hội thi kén phò mã cho con gái ta, nhưng đã nhiều ngày rồi mà chưa gặp được người ưng ý. Nay ta nhìn nhà ngươi có tướng mạo khôi ngô tuấn tú, rất phù hợp để làm chồng của con gái ta. Nếu ngươi bằng lòng thì sau này cả vương quốc sẽ là của ngươi, nhà vua lên tiếng. Nhà sư trẻ nghe xong, thấy rằng đây đúng là cơ hội để đổi đời, liền quay lại nói với 3 người bạn đồng hành, tôi cũng không muốn đâu, nhưng e rằng khó có thể chống lại lệnh vua, nên các anh hãy lên đường đi nhé. Và lại dù sao tu viện cũng chỉ cần một người thôi mà. 3 nhà sư không nói gì, tiếp tục cuộc hành trình. Đến lúc này, họ mới hiểu được sâu sắc lời dạy của vị sư trụ trì. Quả đúng là đường đời có muôn vàn cám dỗ, vượt qua chúng thật chẳng dễ dàng gì. Họ hứa với nhau sẽ phải thật cẩn thận, không để bản thân bị khuất phục. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người thì đều có một chút bất mãn. Họ không thực sự cam tâm. Họ có chút ghen tị với sự may mắn của 2 nhà sư kia. Tại sao cùng tu hành khổ cực mà 2 người họ mới đi chút đường đã gặp được chuyện tốt lành như thế? Được hưởng vinh hoa phú quý sớm đến như vậy, còn họ chẳng biết khi nào mới tới nơi. Đến tối ngày thứ 3, đang đi thì họ bị lạc đường.
Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì họ mừng rỡ khi phát hiện ra phía xa có ánh đèn dầu le lói. Hóa ra là nhà của một người dân. Khi họ gõ cửa, một cô gái trẻ trung xinh đẹp đã xuất hiện. Thật đúng là trời Phật đã cử các ngài đến đây. Trời thì tối mà cha mẹ tôi lại có việc đi vắng chưa về nên tôi rất sợ hãi. Mời các ngài vào đây nghỉ ngơi và dùng bữa nhé. Hãy ở lại cho đến khi cha mẹ tôi về nhà, cô gái hiếu khách lên tiếng. Sáng hôm sau, đáng lẽ đã phải lên đường, nhưng một trong ba nhà sư đã đem lòng yêu mến cô gái xinh đẹp, dịu dàng nên kiếm cớ, bố mẹ cô ấy đã về đâu. Tôi sẽ ở lại đây để bảo vệ cho cô ấy cho đến khi họ quay lại. Các anh cứ lên đường đi, dù sao họ cũng chỉ cần một nhà sư thôi mà. Hai nhà sư còn lại thuyết phục anh ta mãi, nhưng không có ích gì, bèn khăn gói tiếp tục hành trình. Hôm sau, khi đang đi qua một ngôi làng, hai nhà sư bị một đám đông vây quanh. Những người này trông đều rất hung tợn. Một trong số đó hét lớn, chúng tôi chẳng tin vào thần thánh hay Đức Phật nào hết. Nếu thật sự những lời ngài nói là đúng thì các anh thử chứng minh xem nào. Nói rồi, họ cử một học giả uyên thâm trong làng ra để kiểm tra kiến thức và thách thức hai nhà sư. Thấy vậy, một trong hai nhà sư tuyên bố dù có phải mất cả cuộc đời tôi cũng phải ở lại đây, chứng minh cho họ thấy trí tuệ siêu việt của Đức Phật. Họ không chỉ sỉ nhục ngài mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo. Vì thế, anh hãy lên đường một mình nhé. Dù sao họ cũng chỉ cần một nhà sư thôi mà. Vậy là cuối cùng, đúng là chỉ có một nhà sư đến đích. Lời bạn, câu chuyện của năm nhà sư đi đến một ngôi chùa cũng chính là câu chuyện cuộc đời của mỗi chúng ta. Trên hành trình mang tên cuộc sống, danh tiếng, tiền tài và tình ái là ba thứ cám dỗ khiến con người ta khó từ chối nhất và dễ lún sâu vào nhất. Nhiều người đã không ngần ngại phá bỏ danh giới, bán linh hồn cho quỷ dữ, làm những điều trái với lương tâm cũng chỉ vì lẽ đó. Thế nhưng, bao nhiêu tiền mới là đủ? Bao nhiêu danh mới thỏa mãn? Bao nhiêu tình ái mới khiến con người thôi tìm kiếm? Biết trân trọng hiện tại, biết đủ mới là chiếc chìa khóa cho một cuộc sống an lạc, hạnh phúc đúng nghĩa. Câu chuyện thứ tư, cầm một chiếc khăn tay, Đức Phật dạy môn đồ bài học sâu sắc về cách ứng xử trong cuộc sống. Các môn đồ rất ngạc nhiên khi thấy hôm đó, không giống như mọi ngày, Đức Phật bỗng dưng mang theo một chiếc khăn tay. Trong một lần đi thuyết pháp, Đức Phật bỗng dưng mang theo một mảnh vải rất đẹp được may khéo léo ở các viền xung quanh. Nhìn kỹ tê thì đó là một chiếc khăn tay. Điều này khiến cho các môn đồ của ngài vô cùng ngạc nhiên, vì bình thường, hầu như ngài chẳng bao giờ cầm theo thứ gì như vậy. Thế rồi, trong khi ngài thuyết pháp, Đức Phật chầm châm dùng tay tạo ra nhiều nút thắt trên chiếc khăn. Sau khi thắt được khoảng 4, 5 nút, ngài bỗng hỏi các môn đồ rằng đây có còn là chiếc băng tay như lúc ban đầu mà ta đã mua nữa hay không? Hay nó đã biến thành một thứ khác? Các môn đồ nhìn nhau chưa hiểu ý của ngài. Sau một người trong số họ đã mạnh dạn trả lời Đức Phật rằng, thưa Đức Phật, đây vẫn là chiếc khăn mà ngài đã mua, nhưng tình trạng của nó thì đã thay đổi rồi. Đức Phật gật đầu tỏ ý hài lòng trước câu hỏi, rồi lại hỏi tiếp, cái khăn thì vẫn là cái khăn mà thôi. Nhưng nếu ta muốn đưa nó trở về tình trạng như lúc ban đầu thì có được hay là không? Lại một môn đồ khác xin phép được trả lời, thưa Đức Phật, tất nhiên điều đó là có thể rồi ạ, ngài chỉ cần cởi các nút thắt đó ra là được thôi ạ. Đức Phật lại hỏi tiếp, vậy làm sao để mở các nút thắt này? Có phải cứ kéo cái khăn từ hai phía thì các nút thắt này sẽ tự bung ra không? Các môn đồ lại nhìn nhau. Quả thật lúc trước, họ vừa nghe Đức Phật nói nên thi thoảng mới nhìn tới bàn tay của Đức Phật. Do đó, họ cũng không rõ ngài đã thắt nó bằng cách nào. Chính vì thế, khi Đức Phật hỏi cách tháo nút thắt, không nhiều người tự tin đưa ra được câu trả lời. Cuối cùng, một môn đồ lại mạnh dạn trả lời ngài rằng, thưa Đức Phật, nếu lúc trước chúng con chăm chú nhìn ngài thắt nút, thì có lẽ bây giờ việc cởi nút thắt sẽ trở nên dễ dàng hơn, chứ mỗi nút lại được thắt theo một kiểu, nút thì thắt từ bên trái, nút lại thắt từ bên phải. Nếu cứ kéo bừa chiếc khăn từ hai phía thì có lẽ những nút thắt sẽ lại càng bị chắt hơn thôi ạ. Đến lúc này, Đức Phật mới mỉm cười với các môn đồ và nói, đúng vậy, đó cũng là những gì ta muốn nói với các ngươi. Nhiều khi các ngươi to tiếng với người thân, với bạn bè, chỉ vì muốn chứng minh mình đúng. Các người đã không ngừng tạo nên những nút thắt như vậy và khiến chúng ngày càng bị thắt chặt hơn, khó tháo gỡ hơn trong các mối quan hệ như vậy. Thế nhưng, chỉ cần các người đủ bình tĩnh để suy xét, tìm ra lý do đằng sau mỗi một nút thắt, không mong đợi gì ở người kia, sẵn sàng xóa bỏ mâu thuẫn thì các người sẽ dễ dàng cởi được mọi nút thắt trong mối quan hệ. Khi đó, mối quan hệ của các người sẽ có thể lại tốt đẹp như lúc ban đầu, cũng giống như chiếc khăn này. Mỗi ngày trôi qua, hãy tìm cách tháo gỡ những nút thắt mà mình, hoặc vô tình,
hoặc cố ý đã tạo ra, chứ đừng tìm cách tạo thêm những nút thắt trong cuộc sống nữa. Lời bàn, quả thật, chỉ bằng một phép so sánh đơn giản, Đức Phật đã có thể giúp cho nhiều người thấu tỏ được những vấn đề mà họ đang gặp phải. Trong cuộc sống, nếu mỗi một mối quan hệ của chúng ta với một người khác được coi là một chiếc khăn tay, thì có lẽ chúng ta sở hữu rất nhiều những chiếc khăn tay. Với mỗi người, chúng ta lại có những mâu thuẫn riêng, không ai giống ai, dù là với cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Những mối quan hệ này là thứ vô hình, nên nhiều khi những tranh cãi, mâu thuẫn ấy xảy ra, chúng ta không để ý, rồi khi chúng ngày một chất chồng, tạo nên vô số nút thắt, việc tháo gỡ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Người thắt nút cũng chính là người biết cách cởi nút nhanh nhất. Do đó, chẳng ai khác ngoài chúng ta phải là người chủ động tháo gỡ những mâu thuẫn trong những mối quan hệ của mình. Đừng bao giờ nghĩ những nút thắt đó sẽ bỗng dưng biến mất. Nếu không dùng thành ý của mình để cởi nó, nút thắt sẽ mãi còn đó, cũng như những vết sẹo, những tổn thương mà ta đã gây ra cho những người xung quanh. Câu chuyện thứ 5, ấm ức vì suốt 10 năm bị ép làm mọi việc, đến khi nhận được một phần thưởng, chú Tiểu mới nhận ra chân tướng sự việc. Trong khi những người khác khá nhàn rỗi, Tiểu Hòa Thượng thấy mình bận bịu suốt ngày, luôn tay luôn chân từ sáng đến tối. Điều đó kéo dài suốt 10 năm khiến chú vô cùng ấm ức. Bạn luôn băn khoăn không biết vì sao những người xung quanh mình luôn gặp nhiều may mắn và thuận lợi, còn con đường bản thân đang đi lại có quá nhiều gập ghềnh trắc trở. Trở ngại lớn nhất trên con đường mỗi người lựa chọn không phải là những chướng ngại vật, vấn đề then chốt quyết định thành công hay thất bại chính là ý chí CUA con người. Chỉ cần ngọn lửa nhiệt huyết không bị dập tắt thì đường đi có khúc khuỷu chập trùng cũng không đáng ngại, tương lai tươi sáng phía trước vẫn đang chờ đón chúng ta. Trong một ngôi chùa nhỏ nọ có một tiểu hòa thượng, mỗi buổi sáng sớm sau khi đã gánh xong nước, quét sạch sân vườn, làm xong bài tập buổi sáng, chú phải đi đến thị trấn sau chùa để mua đồ cần dùng cho một ngày. Sau khi trở về, tiểu hòa thượng phải làm thêm vài công việc vặt, buổi tối còn phải tụng kinh đến rất khuya. Có một hôm, nhân lúc có thời gian rảnh rỗi, tiểu hòa thượng liền nói chuyện với các tiểu hòa thượng khác và phát hiện ra họ đều rất nhàn rỗi, chỉ có bản thân mình là bận đến chóng mặt. Tiểu hòa thượng còn phát hiện thêm rằng, tuy các tiểu hòa thượng khác đôi lúc cũng bị sai xuống núi mua đồ nhưng đều là xuống thị trấn phía trước chùa, đường đi vừa gần lại vừa bằng phẳng, đồ cần mua cũng không nhiều nên rất nhẹ nhàng. Vậy mà gần 10 năm nay, sư thầy luôn yêu cầu chú phải mua đồ ở thị trấn sau chùa, phải băng qua hai ngọn núi, đường gập ghềnh khó đi, đồ cần mua lại là những thứ rất nặng nhọc phải mang vác trên vai. Thế là tiểu hòa thượng mang thắc mắc cùng tâm trạng ấm ức của mình đến gặp sư thầy và hỏi, tại sao những người khác lại được tự do tự tại hơn con chứ? Không ai ép buộc họ phải làm việc hay đọc kinh, mà con lại phải thường xuyên làm những vác đó. Sư thầy chỉ niệm câu A-di-đà Phật, mỉm cười và không nói gì. Buổi trưa ngày hôm sau, trong lúc đang gánh bao gạo từ sau núi trở về, tiểu hòa thượng phát hiện sư thầy đang đứng ở cổng sau của chùa đợi mình. Ông dẫn chú Tiểu đến cổng phía trước chùa, ngồi ở đó nhắm mắt im lặng không nói câu nào. Tiểu hòa thượng không hiểu chuyện gì chỉ đứng nghiêm nghị một bên nhìn. Mặt trời đã ngả về hướng tây, con đường núi trước mặt xuất hiện bóng dáng của mấy vị tiểu hòa thượng. Lúc họ nhìn thấy sư thầy, tat cả đều giật đứng ngây ra đó. Sư thầy mở mắt ra và hỏi, ta bảo các con đi mua muối từ sớm, đường lại gần và dễ đi, tại sao các con muộn như vậy mới trở về? Thưa thầy, chúng con vừa đi vừa nói chuyện tán gẫu, nhìn ngắm phong cảnh nên muộn thế này mới trở về. Lâu nay chúng con đều như vậy ạ, các tiểu hòa thượng bối rối đáp. Sư thầy liền hỏi tiểu hòa thượng đang đứng bên cạnh mình, thị trấn sau chùa xa như vậy, phải băng núi vượt đèo, đường gập ghềnh khó đi, mà con lại mang nặng trên vai, làm cách nào có thể trở về chùa sớm như vậy? Mỗi ngày trên đường con chỉ nghĩ là phải đi nhanh về nhanh, bởi vì mang theo đồ nặng trên vai nên con càng phải đi đứng thận trọng, cho nên có thể bước thật nhanh và chắc. 10 năm rồi, trong con hình thành một thói quen đó là trong lòng chỉ nghĩ đến mục tiêu cần hoàn thành, không tơ tưởng những thứ khác xung quanh, tiểu hòa thượng nhanh nhẩu đáp. Sư thầy nghe xong cười lớn nói, đường đi quá bằng phẳng sẽ khiến con người ta sẽ quên mất mục tiêu của mình là gì, chỉ có con đường gập ghềnh trắc trở mới tôi luyện nên ý chí kiên cường. Vài tháng sau, trong chùa đột nhiên tổ chức một cuộc kiểm tra sát hạch chúng tăng, toàn diện về mọi mặt từ thể lực cho đến nghị lực, từ kinh thư cho đến sự giác ngộ. Bởi vì có sự rèn luyện trong 10 năm qua, tiểu hòa thượng đã bộc lộ được tài năng và phẩm chất vượt trội của mình, được lựa chọn đi hoàn thành sứ mệnh đặc thù cao cả. Đến lúc này, tiểu hòa thượng mới hiểu hết dụng ý của sư thầy,
thầm biết ơn và kiên nghị bước ra khỏi cổng chùa dưới sự chúc mừng và thán phục của chúng tăng. Vị tiểu hòa thượng này về sau chính là pháp sư nổi tiếng Huyền Trang. Trên con đường đi Tây Thiên thỉnh kinh vô vàn khó khăn, hiểm nguy trùng trùng, trong ông luôn bùng cháy ý chí kiên cường không chịu ngừng bước. Câu chuyện thứ 6, hai tên trộm hòa vào dòng người đi nghe giảng về Phật Pháp và hồi kết rất cay cho những kẻ tự cho mình là thông minh. Ai mới là người thông minh? Có một lần, có hai tên trộm cùng một nhóm tín đồ tìm đến thánh địa Phật giáo Jetavanavija để nghe giảng về Phật Pháp. Trong hai tên trộm này, có một người chuyên tâm lắng nghe nên rất nhanh sau đó đã ngộ được Phật Pháp. Người còn lại vì không chuyên tâm lắng nghe mà ngược lại, vẫn tranh thủ ăn cắp tiền bạc của các tín đồ. Sau khi kết thúc buổi nghe giảng, hai tên trộm trở về nhà của tên trộm thứ hai. Lúc này, hắn ta chế giễu người bạn không trộm đồ của mình. Đúng rồi, anh thông minh lắm, nhưng không có tiền để mua đồ mà nấu ăn. Kẻ trộm không ăn cắp tiền nghe bạn nói vậy, thầm nghĩ, hắn thật ngu ngốc nhưng lại cứ nhận mình thông minh. Rồi anh ta cùng một số bạn bè thân thiết của mình đến Jetavanavija, kể lại chuyện này với Đức Phật. Đức Phật nghe xong, nói, người ngốc nếu biết mình ngu muội, tự biết mình là ai, mình đang ở đâu, ít ra còn có thể đánh giá đó là người có trí tuệ. Còn người không biết mình là ai, mình đang ở đâu, luôn tự cho mình là thông minh, ấy mới thực sự là người ngu si. Xác định đúng mục tiêu. Có một hôm, các đệ tử và thiền sư trong một ngôi chùa nọ cùng nhau ra đồng đi cấy. Trong khi thiền sư cấy đều, thẳng tăm tắp thì các đệ tử cấy cứ siêu vẹo không thẳng hàng. Thấy vậy, các đệ tử cảm thấy khó hiểu nên hỏi thiền sư, sư phụ, tại sao thầy có thể cấy mạ đều và thẳng như vậy được ạ? Thiền sư cười đáp, thực ra rất đơn giản thôi. Khi các con cấy cây mạ xuống, chỉ cần mắt các con tập trung nhìn vào một thứ, lấy đó làm mốc, như thế sẽ có thể cấy thẳng hàng. Các đệ tử phấn khởi cấy hết một hàng mạ nhưng hỡi ôi, lần này nhìn lên, đám mạ đã được cấy thành một đường cong. Chuyện này là thế nào? Các đệ tử không thể giải thích nổi. Thiền sư liền hỏi các học trò, các con có đúng là đã chú tâm nhìn thẳng vào một thứ chưa? Vâng, chúng con đã nhìn chằm chằm vào con trâu đang ăn cỏ ở kia, đó là một cái mốc khá lớn rồi. Các đệ tử trả lời. Thiền sư cười nói, con trâu vừa gặm cỏ vừa đi, các con vừa cấy lúa vừa di chuyển theo con trâu thì làm sao có thể cấy thẳng được? Các đệ tử lúc này mới ngộ ra. Lần này, họ chọn một cái cây lớn ở phía xa, cấy xong một hàng đứng lại nhìn, quả nhiên hàng lúa đã thẳng hơn trước rất nhiều. Lời bình, làm việc phải chọn chắc mục tiêu, nhưng phải chọn mục tiêu bằng cách nào, chọn mục tiêu như thế nào, đó lại là vấn đề then chốt. Muốn hoàn thành công việc, cần phải lựa chọn mục tiêu chính xác và hợp lý, chỉ có như vậy mới hoàn thành công việc một cách hiệu quả, hiện thực hóa kế hoạch đã định ra. Không có mục tiêu sẽ chẳng khác nào con thuyền nhỏ lênh đênh trôi theo sóng nước trên biển lớn, không biết sẽ dạt về phương nào. Khi chúng ta đặt ra mục tiêu cuộc đời như thế nào, chúng ta sẽ có một cuộc đời thế đó. Câu chuyện thứ 7, ngọn nguồn của mọi đau khổ trên thế gian này đều đến từ dục vọng vô tận. Từng có một vị hành giả đến chùa bái kiến thiền sư, hy vọng thiền sư có thể giúp ông ta giải đáp khúc mắc. Hành giả hỏi thiền sư, xin hỏi thiền sư dục vọng của con người là gì? Thiền sư không hề trả lời trực tiếp mà chỉ nói với ông ta rằng, hôm nay về nhà ông đừng ăn cơm, đừng uống nước, rồi trưa mai quay lại tìm tôi. Hành giả mặc dù không hiểu dụng ý của thiền sư, nhưng vẫn làm theo. Ngày hôm sau, thiền sư nhìn thấy hành giả liền nói, ắt hẳn hiện giờ ông đang rất đói, hãy đi theo ta. Thiền sư đưa hành giả đi một đoạn đường khá xa, đến trước một vườn hoa quả, rồi đưa cho hành giả một cái bao to. Đi đi, ông có thể hái hoa quả trong vườn một cách thỏa thích, nhưng phải mang về chùa đã rồi mới được ăn. Mãi đến khi mặt trời xuống núi, hành giả mới vất vả vác về chùa một bao đầy hoa quả. Thiền sư nói với hành giả, bây giờ thì ông có thể bắt đầu ăn được rồi. Hành giả vội vàng chộp lấy hai quả táo to rồi nhai ngấu nhai nghiến. Hành giả ăn hết hai quả táo to chỉ trong chốc lát, khiến bụng no trướng tới mức không thể ăn những thứ khác được nữa. Thiền sư hỏi, giờ ông còn đói khát nữa không? Hành giả đưa tay sờ vào cái bụng no trướng của mình rồi đáp, không, giờ tôi không thể ăn được gì nữa. Thiền sư hỏi lại, vậy ông tốn công tổn sức vác một đống hoa quả về nhưng lại không ăn đến thì có tác dụng gì? Hành giả đột nhiên ngộ ra dụng ý của thiền sư, nuông chiều dục vọng một cách thái quá đối với chúng ta mà nói là một gánh nặng dư thừa. Hủy hoại con người không phải là nỗi đau căm hận mà là phóng túng, nuông chiều dục vọng, phóng túng dục vọng, cuối cùng sẽ bị dục vọng thôn tính.
Nếu không muốn trở thành nô lệ của dục vọng, chúng ta phải luôn nhắc nhở bản thân tiết chế. Không phải chỉ có nuông chiều dục vọng mới được thực sự mãn nguyện. Nhà văn đương đại Trung Quốc Phùng Ký Tài từng nói, cuộc sống không bao giờ đối xử tệ với bất cứ ai. Nó luôn cho bạn nếm chút mật ngọt nhất vào những lúc bạn cay đắng đau khổ nhất. Cứ mãi phóng túng, thỏa mãn dục vọng cá nhân, cuộc sống trước mắt có thể trơn tru như mật nhưng thực ra sẽ khiến chúng ta có thói quen tham lam vô độ. Những người như vậy, dĩ nhiên không thể có phúc. Vì vậy, hãy tiết chế dục vọng để bắt đầu tu tạo phúc báo. Câu chuyện thứ 8, nỗi thương xót của Đức Phật Thích Ca. Con người vì dối trá và lòng tham, mê mờ trong dục vọng mà tự rước họa vào thân. Làm người tu luyện, mãi không buông tâm phàm thì làm sao có thể đắc quả vị. Hai câu chuyện cổ Phật ra dưới đây là lời nhắn nhủ vô cùng ý nghĩa. 1. Con rùa và chó hoang. Xưa kia, thời Đức Phật ở Tinh Xá Kỳ Viên của nước Xá Vệ, hồng truyền Phật Pháp cho chúng sinh, có một đạo nhân đã tu hành suốt 12 năm ở dưới gốc cây bên sông. Tuy đã tu hành lâu như vậy, nhưng trước sau vẫn không thể trừ bỏ niệm đầu tham dục, tâm tư tán loạn, trầm mê trong dục niệm của lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Một hôm, Đức Phật nhìn thấy cơ duyên đã thành thục, đến lúc cần phải đi cứu vớt người tu đạo này. Thế là Ngài liền hóa thân làm một hòa thượng, đi đến bên bờ sông, dừng chân dưới gốc cây cùng với người tu đạo đó tu hành. Đó là một buổi tối trăng sáng sao thưa, trong hồ có một con rùa bò lên, vừa khéo có một con chó hoang đói bụng đi đến. Con chó hoang vừa nhìn thấy con rùa, trong lòng mừng thầm, không chút do dự mà hành động, mở to miệng ra, chuẩn bị nuốt con rùa đó. Con rùa giật nảy mình, vội vàng thu đầu cổ và bốn chân vào trong mai rùa. Con chó hoang sốt ruột dùng lỗ mũi ngửi ngửi con rùa ở trước mắt. Suy đi nghĩ lại, không còn cách nào khác, cuối cùng thất vọng từ từ bỏ đi. Con rùa nhìn thấy con chó đi xa rồi, mới yên tâm thò đầu và chân ra, vượt qua một kiếp nạn này. Cả hai người đều nhìn thấy cảnh này. Người tu đạo nói với Đức Phật bên cạnh rằng, con rùa đó bởi vì có cái mai cứng nên giữ được sinh mệnh, con chó hoang mới không đạt được ý đồ. Đúng vậy, con người lẽ nào còn không được như con rùa này sao? Người đời không hiểu thế gian vô thường, tham luyến dục niệm của lục căn, đây chính là cấp cho con ma bên ngoài có thể thừa cơ len lỏi vào. Con ma bên ngoài sẽ thừa dịp phá hoại thân người, hủy hoại tinh thần, khiến người ta rơi sâu vào trong sinh tử luân hồi. Thật ra, hết thảy mọi khổ não đều là do nội tâm của bản thân khởi lên, chúng ta nên phải khắc chế nó đúng lúc. Người tu đạo nghe được những lời của Đức Phật, lập tức gắng sức hạ quyết tâm, kiên định dứt trừ dục niệm, cuối cùng đã chứng đắc được quả vị La Hán. 2. Nỗi thương tiếc của Đức Phật Thích Ca. Vô lượng số kiếp về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi đó, thân vẫn là người phàm. Ngài quy y Tam Bảo, tuân thủ giới luật là chuyện sau này. Có một lần, Ngài cùng với người cậu đi đến nơi xa để làm ăn buôn bán. Trên đường trở về, cậu của Ngài vượt qua đường sông trước, đi đến một hộ gia đình. Trong nhà chỉ có người mẹ và cô con gái. Hai mẹ con họ lấy cái bình bát cổ ra truyền ra, muốn đổi lấy 3 viên chân châu của người cậu. Người cậu dùng con dao cạo đi lớp vỏ bên ngoài của chiếc bình bát cổ, phát hiện nó là một chiếc bình bát bằng vàng. Nhưng người cậu này gian trá, đã dối gạt hai mẹ con. Ông ta cố ý ném mạnh chiếc bình bát xuống đất, lớn tiếng nói rằng, đừng có làm bẩn tay ta. Thật ra trong lòng là muốn ép giá. Nói xong, giả bộ tiếp tục lên đường, khiến hai mẹ con kia cảm thấy vô cùng tủi nhục. Không lâu sau, người cháu cũng đi qua nơi này. Con gái của nhà đó lại thỉnh cầu lấy chiếc bình bát vàng đó đổi lấy 1 viên chân châu. Người cháu thật thà, nói với cô rằng, đây là chiếc bình bát vàng, giá tiền của nó vượt xa cả mấy viên chân châu. Chàng đã bỏ ra toàn bộ chân châu, báu vật của mình để đổi lấy chiếc bình bát bằng vàng đó. Sau khi người cháu ngoại đi rồi, người cậu lại quay trở lại, muốn dùng 1, 2 viên chân châu để đổi lấy chiếc bình bát vàng đó. Khi ông ấy nghe nói chiếc bình bát giá trị đó đã bị một người khác đổi mất rồi, trong lòng vô cùng tiếc nuối, lập tức chạy đến bên bờ sông, dậm chân đấm ngực, hét to lên rằng, chiếc bình bát cổ đó vốn nên thuộc về ta mới phải, làm tức chết ta rồi. Ngọn lửa uất hận lên tim, thổ huyết mà chết. Về sau, người cháu trai, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng đã tìm được thi thể của người cậu. Chàng nghẹn ngào, buồn bã than rằng, dối trá và lòng tham, thật không ngờ lại khiến cho người cậu của ta mất mạng. Trích từ Kinh Tập Lục Độ. Câu chuyện thứ 9, thế gian có 4 sự tình không thể giải lâu. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu luyện dưới cội Bồ Đề, chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt thương tâm của người cha và con gái,
Ngài bèn giảng ra bốn đạo lý khiến người đàn ông lập tức giác ngộ. Điều gì ắt cũng có tận cùng, cao rồi cũng rơi xuống thấp, hợp rồi sẽ có ly, sống ắt sẽ có chết. Chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng bà La Môn nọ sinh hạ được một cô con gái rất xinh đẹp, dáng vẻ đoan chính, thông minh lanh lợi. Không những vậy nàng còn có tài ăn nói, không ai trong vương quốc này có thể bì kịp. Ai ai cũng ngưỡng mộ đôi vợ chồng quả là có phúc phận mới sinh ra được một cô con gái tài sắc vẹn toàn như vậy. Thế nhưng năm nàng 14, 15 tuổi, bỗng mắc phải bạo bệnh. Cha mẹ nàng lo lắng chạy đôn đáo khắp nơi tìm kiếm thầy thuốc tài giỏi để chữa trị, nhưng ai cũng lắc đầu. Kết quả không lâu sau thì nàng qua đời trong sự thương tiếc của rất nhiều người. Đau khổ nhất là vợ chồng bà La Môn, họ rất mực yêu thương đứa con này, thậm chí đến tính mạng cũng chẳng màng. Buồn vui, cực khổ gì cũng được, chỉ cần được nhìn thấy con gái thì khó nhọc nào cũng tan biến. Ấy thế mà hiện tại phải tận mắt chứng kiến đứa con gái còn quá trẻ của mình qua đời. Cặp vợ chồng đau khổ tột cùng, không sao kể xiết, ngày nào họ cũng khóc lóc thảm thiết. Người cha vì thương nhớ con quá độ mà thậm chí hóa điên, ngày ngày lang thang khắp nơi, thần trí không còn tỉnh táo. Đến một ngày nọ, trong lúc ông đang lang thang, thì bất chợt đi lạc vào nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang cư ngụ. Vừa nhìn thấy Đức Phật thì thần trí ông đột nhiên tỉnh táo trở lại, ông lập tức hướng về phía ngài mà cung kính quỳ lạy. Gặp được Đức Phật, ông vừa mừng vừa tủi, dáng vẻ đau khổ, ông vừa cầu xin Đức Phật, vừa khóc nghẹn ngào, khiến ai nghe thấy cũng đều không kìm được nước mắt mà lệ ướt cả tay áo. Ông cầu xin Đức Phật rằng, thưa Đức Phật, con không có con trai, chỉ có mỗi đứa con gái này, con yêu quý nó như châu như ngọc, khiến cho con quên hết mọi buồn phiền. Thế nhưng đứa trẻ này bỗng nhiên lâm bệnh nặng, ngay trước mặt con đã ra đi, kêu không tỉnh, gọi không đáp, hai mắt nhắm lại, thân thể lạnh dần, hơi thở cũng không còn. Mặc cho con kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không linh, buồn bực trong lòng, thống khổ không cách nào hình dung, khó mà nhẫn nại, mong Thế Tôn giải khai ưu sầu của con. Đức Phật nghe xong, bằng sự từ bi vô hạn, ngài nói với ông rằng, thế gian này có bốn sự tình là không thể tồn tại vĩnh cửu. Một, có hữu thường tất có vô thường. Hai, phú quý sẽ không thể bền lâu. Ba, có tương phùng ắt có biệt ly. Bốn, khỏe mạnh tất có ngày già chết. Một, có hữu thường tất có vô thường. Điều này nghĩa là, phàm thế gian tồn tại bất kể sự vật gì đều không thể vĩnh viễn bảo trì được trạng thái ban đầu. Thuận theo thời gian bản chất của nó sẽ dần bị cải biến, đến cuối cùng thì không còn gì nữa. Cũng giống như thân thể người, đều phải trải qua quá trình sinh lão bệnh tử, cuối cùng hóa hư vô, không còn tồn tại trên thế gian này. Kể cả núi, sông, mặt đất, trái đất hay cả vũ trụ cũng không cách nào vượt khỏi tiến trình bất biến thành trụ hoại diệt. 2. Phú quý sẽ không thể bền lâu. Một người dù có đại phú đại quý đến đâu, thì khi đi đến tiến trình cuối cùng của sinh mệnh, tất cả cũng vụt xa khỏi tầm tay. Tục ngữ có câu, không ai giàu ba họ. Đối với kẻ phàm phu tục tử thì điều này quả đúng lắm, bởi để kéo dài được lợi ích mãi mãi, thì họ sẽ vô tình hay hữu ý mà làm hại đến người khác, không khéo còn làm chuyện tày trời, lưu lại hậu quả cho con cháu đời sau. Vậy nên để có thể bảo trì được phú quý đời đời cho con cháu thì cần phải làm việc thiện, tích đức. 3. Có tương phùng ắt có biệt ly. Không có bữa tiệc vui nào mà không tàn, họ hàng thân thuộc dẫu có sống cùng nhau, bằng hữu thân tình dẫu có thường xuyên lui tới thăm hỏi, rồi một ngày cũng phải nói lời ly biệt. Cổ nhân có câu không có nhà nào không tan, không có quốc gia nào không bại, tất có đạo lý của nó. Con cái lớn lên rồi cũng rời khỏi quê hương kiếm kế mưu sinh, để lại cha mẹ già một mình nơi cố hương. Kể cả có sống cùng nhau thì cuối cùng cũng phải chấp nhận cảnh sinh ly tử biệt, chẳng có điều gì là vĩnh viễn. 4. Khỏe mạnh tất có ngày già chết. Bất kể tuổi trẻ có tráng kiện thế nào thì người đó thời thời khắc khắc đều có thể đối diện với cái chết. Giả sử có trường thọ thì cũng trong một khoảng thời gian nào đó của đời người, rồi cũng phải ra đi vì tuổi già, nào có thể trường sinh bất tử. Vậy nên, bất kể người đó là ai thì cũng có thể bị cái chết uy hiếp. Cho nên con người thuở sinh thời đều cần tranh thủ giải quyết sớm chuyện hậu sự, có như vậy dẫu là sống hay chết cũng cảm thấy an lòng. Đức Phật sau khi nói xong bốn câu thì tâm của vị bà La Môn dường như được minh tỏ. Ông không còn thấy đau khổ nữa, sau cùng quy y nơi cửa Phật, ngày ngày tu luyện, quan sát sự vô thường của thế gian, cuối cùng tu thành La Hán. Câu chuyện thứ 10, Mũ Ni che tai, thí chủ, ngộ tính và vô thường, có ý nghĩa thực sự ra sao? Có chuyện kể rằng,
Tâm Cầu là một chàng trai mới ngoài đôi mươi. Cậu vừa ra khỏi cơ quan trong ngày làm việc cuối cùng sau sự cố một tuần trước. Lúc này cậu đang thất thểu lê bước trên con đường ngoại ô buổi trưa vắng. Nhớ lại hôm ấy, bất mãn vì cách điều hành quan liêu của trường phòng mới, cậu vung tay chỉ mặt anh ta mà mắng mỏ, anh chỉ là một kẻ con ông cháu cha bất tài. Gần 3 năm làm việc miệt mài, cống hiến không nghỉ cho cơ quan và nhận lại bao lời khen ngợi, cậu những tưởng sẽ được đề bạt xứng đáng. Nào ngờ, kẻ thiếu năng lực nhất cùng phòng lại được đưa vào vị trí trưởng phòng còn chống chỉ vì hắn là con của ngài giám đốc. Ai cũng bảo chỉ có Tâm Cầu xứng đáng với vị trí ấy. Vậy mà, chiều qua, cậu cũng mới chia tay người bạn gái, kết thúc mối tình 5 năm từ khi cả hai còn học chung trường đại học. Cô bạn cau mày mím môi không nói gì nhiều, chỉ nói rằng cả hai không hợp và dứt khoát chia tay. Nhưng cậu biết, lý do thực sự là vì cô ấy cảm thấy tương lai bấp bênh khi gắn bó với cậu, một anh chàng kém may mắn. Thêm nữa, cậu cũng không biết cách chiều chuộng, mà con gái có thì cậu cũng tỏ ra ngang tàng không thèm níu kéo. Nhưng trong lòng cậu có cái gì vỡ ra, và thình lình trái tim như chìm xuống trong bùn. Giữa trưa mà mây ùn ùn, trời xám xịt, Tâm Cầu miên man trong suy tư nặng nhọc, chân bước thấp bước cao. Cậu chẳng biết bước chân dẫn mình về đâu. Bỗng cậu sực tỉnh thấy mình đang đứng ở lối vào một ngôi cổ tự. Ngôi chùa thật sạch sẽ, nhưng chẳng thấy bóng người qua lại, chẳng thấy khói hương mù mịt. Chỉ có sân chùa tịch mịch vắng lặng, nghe được cả tiếng lá đa rơi xé sàng trên nền sân gạch. Tuy vậy, hình như không khí nơi đây có gì đó an hòa dễ chịu. Tâm sự răng răng của chàng trai bỗng trùng xuống, vơi nhẹ. Mình đã bao lâu không vào chùa rồi nhỉ? Ừ, lúc này vào chùa cũng hay. Tâm Cầu quyết định đi thẳng vào gian giữa mà cậu nghĩ là chính điện. Ngồi ở đó lạy Phật, biết đâu cậu sẽ cầu được ước thấy, tình yêu và công việc sẽ quay trở lại. Trước điện thờ Tam Bảo là một nhà sư già cả đầu đội mũ vải kéo xuống quá tai đang chăm chú đọc cuốn sách gì đó đã ngả vàng và quăn cả mét. Chắc là kinh Phật. Thầy gì ơi? Im lặng. Chào thầy. Nhà sư già như sực tỉnh, đầu ngẩng lên. Không dám, chào thí chủ. Tâm Cầu cảm thấy hơi buồn cười. Giờ này vẫn có người gọi là thí chủ. Cái tính thích cái bướng lại nổi lên. Thầy ơi, bây giờ còn ai gọi là thí chủ? Chẳng lẽ các thầy vẫn nhận bố thí à? Vâng, bần tăng ở đây cũng tự trồng cấy nuôi thân, nhưng không từ chối bố thí. Thí chủ cũng biết, xưa Đức Phật Thích Ca dẫn đệ tử đi hóa duyên và nhận lại bố thí đồ ăn của người đời, nên gọi người bố thí là thí chủ. Vậy à, con thấy bây giờ ở nhiều chùa, các thầy giàu lắm, không nhận bố thí đâu, cũng không xưng là bần tăng, vì họ có nghèo đâu. Họ làm rất nhiều dịch vụ, dâng sao giải hạn, trừ tà đuổi vong, cầu tài cầu lộc giúp thân chủ. Những chỗ ấy, người ra người vào tấp nập, có mấy chùa như chùa ta đâu thầy. Thế ạ, tôi ở đây chỉ chăm chỉ học kinh Phật. Thí chủ nào muốn trao đổi về Phật lý, hay muốn tâm an tịnh hơn thì tôi sẵn sàng giúp cho một vài ý kiến. Có bố thí hay không cũng không sao ạ. Thái độ từ tâm của nhà sư làm Tâm Cầu cảm thấy ấm áp, lòng cũng yên ả một chút, tạm quên đi nỗi dằn vặt trong tâm. Lòng kính trọng đối với nhà sư cũng tăng lên mấy phần. Nhưng cậu vẫn hỏi, thưa thầy, lúc con vào thấy thầy đội mũ kín cả tai, nói vô phép thầy, con lại nghĩ đến câu mũ ni che tai. Không biết thí chủ nghĩ thế nào về câu nói ấy? Theo con hiểu, ý câu ấy là để chỉ thái độ bàng quan, tiêu cực, trốn tránh sự đời, thủ tiêu đấu tranh. Những người đời cầu an, dĩ hòa vi quý, thậm chí hèn nhát không dám đấu tranh hay bị gọi là mũ ni che tai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ngữ ấy là từ điển tích của giới tu hành. Nhờ có chiếc mũ rộng vành che đôi tai lại mà một nhà sư không bị âm thanh bên ngoài của một đôi chim sẻ can nhiễu cuộc thanh tu, và vì vậy mà đắc đạo. Đối với đệ tử của Đức Phật Thích Ca như chúng tôi, tinh yếu của tu luyện là giới, định, huệ. Chúng tôi phải giới trước, tức là hạn chế tất cả những yếu tố cản trở tu hành nào khiến tâm chúng tôi sinh ra dục vọng, giận dữ, sự mê mờ hay còn gọi là tham sân si, và hạn chế cả cái tình riêng với ngoại vật nữa. Vì vậy, chúng tôi phải tu trong chùa hay trong rừng sâu núi thẳm, cách xa thế nhân, thân thích. Chúng tôi còn phải hạn chế rất nhiều điều khác trong sinh hoạt thì tâm chúng tôi mới tĩnh lại được. Đó là hình ảnh chiếc mũ ni che tai của chúng tôi đấy. Cổ học tinh hoa, chùa phong han tu hành theo pháp tu giới, định, huệ chính là hình ảnh chiếc mũ ni che tai của chúng tôi đấy. Ảnh minh họa. Nhà sư già dừng lại chừng như để Tâm Cầu kịp lĩnh hội, rồi tiếp. Khi tâm tĩnh được thì lúc đã tọa mới định được thì dần dần sẽ sinh ra trí huệ, ấy là huệ, và cuối cùng tiến đến giải thoát, lên cõi niết bàn,
là mục tiêu cao nhất mà Đức Phật Thích Ca đã để lại cho chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không lý gì đến sự đời. Vậy thì câu thành ngữ Mũ Ni Che Tai chỉ dành cho người chân tu trong Phật giáo, áp dụng cho người đời là không tương đương phải không thầy? Đúng vậy, ngộ tính của thí chủ thật tốt. Thưa thầy, con không thông minh như thầy nói đâu ạ. Con không biết khôn khéo ứng xử với sếp, với bạn gái, không biết dò tâm đoán ý để làm vừa lòng họ. Lần đầu tiên vẻ mặt nhà sư già thoáng hiện một nụ cười hiền từ trong đôi mắt lấp lánh có thần. Ngộ ở đây không phải là thông minh cách ấy đâu thí chủ ạ. Ngộ ban đầu là danh từ của đệ tử nhà Phật chúng tôi. Ngộ tính có nghĩa là trong khi học Phật Pháp thì có thể lý giải đến đâu đối với mỗi sự việc ở mỗi tầng pháp lý. Có đốn ngộ và tiệm ngộ. Đốn ngộ tức là việc đột ngột khai mở tất cả khả năng nhận thức về pháp lý khi viên mãn sau một quá trình tu hành. Tức là một người chịu nhiều gian khổ để tu hành nhưng không thấy chút gì thay đổi trên bề mặt. Thực chất là nó không biểu hiện ra ngoài ngay mà chờ đến một thời điểm. Như một đóa hoa bừng mãn khai từ một cái nụ bé xíu còi cọc suốt tháng ngày dầu dãi nắng mưa. Như một cái mầm xanh từ dưới đất vụt trở thành cái cây cổ thụ. Còn tiệm ngộ thì là quá trình nhận thức ra pháp lý, cảm nhận sự biến đổi cơ thể và những biến hóa xung quanh một cách từ từ. Như một nụ hoa mỗi ngày hé nở một chút. Ồ, vậy là việc đồng nhất ngộ tính với thông minh khôn khéo trong sự việc đời thường là sai rồi, phải không thầy? Vậy ngộ tính cao cũng không giúp con giải quyết vấn đề đời thường phải không? Có chứ, nếu thí chủ có ngộ tính cao, thí chủ sẽ hiểu rằng không có việc gì là không có lý do. Thí chủ có nhìn thấy hay không mà thôi. Thưa thầy, nghĩa là sao ạ? Thí chủ gieo nhân tốt, có đức lớn ở đời này, thì đời sau đắc phúc báo, được quả ngọt. Lúc ấy thí chủ sẽ có thể phát tài, thăng chức hoặc có hạnh phúc ấm êm, tình cảm tốt đẹp mà người thường chỉ đơn thuần coi như một sự may mắn. Thậm chí phúc báo sẽ đến cả khi thí chủ chẳng có khả năng gì. Người ta hay nói may hơn khô là như vậy đấy. Ngược lại, nếu thí chủ tạo nhiều ác nghiệp thì đời sau sẽ trả nợ, gặp nhiều thất bại, tai họa, đau khổ. Nếu đời này hưởng phúc mà không biết tiếp tục tu bổ cái đức thì phúc báo sẽ hết, lại đeo thêm nợ nghiệp. Đời là vô thường mà. Tâm cầu cảm thấy chấn động hồi lâu. Hình như nhà sư này biết rõ câu chuyện của mình thì phải. Cậu chăm chú quan sát nét mặt của ông, vẫn một vẻ bình thản hiền hòa như từ mẫu, nhưng đôi mắt sáng suốt như nhìn thấu ruột gan cậu. Bạch đại sư, sao lại vô thường ạ? Thường hằng là vĩnh viễn, như Phật, như đạo, như vũ trụ này. Vô thường là ngắn ngủi, là giai đoạn, như hoa nở hoa tàn, như người còn người mất, cũng như đời hết vui thì đến buồn, hết tan rồi lại hợp. Có gì quan trọng đâu. Bần tăng xin tặng lại thí chủ câu thơ này của Tô Đông Pha cư sĩ đời Tống: đời người vui buồn ly hợp, chăng cũng đầy vơi mờ tỏ. Chỉ mong thí chủ luôn luôn không coi sự được mất làm trọng, ung dung trong xử thế, tạo phúc nhiều cho thế nhân, thì trời sẽ tự khắc có an bài tốt đẹp. Đấy là bí quyết hạnh phúc vậy. Tâm cầu lắng nghe như nuốt từng lời, cậu lẩm nhẩm: coi nhẹ được mất, tạo phúc cho thế nhân, ấy là hạnh phúc. Bỗng nhiên mắt cậu sáng lên, thần thái rạng rỡ như đã tìm ra chân lý cuộc đời. Bạch đại sư, con không biết lấy gì cảm ơn ngài đã cho con bài học quý giá. Cảm ơn thí chủ, bần tăng trong tâm không cầu điều gì cả. Khiến thí chủ minh bạch là món quà lớn nhất với bần tăng rồi. Tâm cầu xúc động hai mắt nhòa lệ, cậu vội sụp xuống lại nhà sư vô danh. Ông đỡ lấy người cậu, nhẹ gật đầu hiểu ý. Rồi lại quay lại với dáng vẻ trầm mặc như pho tượng đá tạc với những trang kinh Phật cũ kỹ. Tâm cầu quay mình ra về. Trời thu xanh ngắt và cao vời vợi, nắng lên phơi phới làm sáng bừng cả không gian, mặt người cũng sáng bừng như nắng. Gió thu lay động vòm lá lao sao như hát, con đường trước mắt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Câu chuyện thứ 11, có niềm tin ở Đức Phật là đã gieo được quả ngọt. Có niềm tin nơi Đức Phật là bạn đã tự trồng trong mình hạt nhân duyên để hái quả trong tương lai. Đồng thời, để chúng sinh có thể gặt quả ngọt về sau, Đức Phật sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tùy vào nhân duyên của họ. Thành kính với Đức Phật, gây duyên đắc quả vị. Vào thời Phật Đà tại thế, có một thí chủ Bà La Môn ngồi trên chiếc xe ngựa chở đầy đồ vật đem vào thành để cúng dường và bố thí. Khi đó, Phật Đà đang đi khất thực trong thành. Lúc xe ngựa đi qua, vị thí chủ này nhìn thấy sự uy nghi của Phật Đà, trong lòng ngập tràn sự ngưỡng mộ và thành kính. Thí chủ đã quay ba vòng phía bên phải của Phật Đà rồi mới rời đi. Phật Đà lúc đó chỉ mỉm cười, ánh hào quang từ Đức Phật phát ra có bốn màu, xanh dương, vàng, đỏ, trắng, chiếu rọi trời cao và cả địa ngục. Khi tia sáng chiếu xuống đến địa ngục, những người đang phải chịu hình phạt lạnh cóng bỗng cảm thấy ấm áp,
những người đang phải chịu hình phạt nóng nực bỗng cảm thấy mát mẻ. Bọn họ lúc đầu không biết mình đang được nhận ân phúc từ Đức Phật nên tự nghĩ nghiệp báo của bản thân đã hết, tưởng đâu được tái sinh đến một thế giới khác. Về sau họ mới biết là cảm giác đó đến được là nhờ thần pháp của Phật Đà. Họ trở nên vô cùng thành kính và có niềm tin sâu sắc với Đức Phật, nhờ đó mà diệt được nghiệp báo chịu khổ nơi địa ngục và được tái sinh tới nhân gian hoặc một tầng trời mới khác. Họ còn được nghe thấy âm thanh của pháp giới. Lập tức, tất cả đều mong muốn dập tắt mọi phiền muộn ở cõi ta bà trong vòng luân hồi chuyển thế. Sau khi ánh hào quang đã chiếu rọi cả vũ trụ, ánh sáng thu về dưới lông mày của Đức Phật. Và điều này có nghĩa là vị thí chủ bà La Môn kia sẽ nhận được quả vị. Anan Tôn giả nhìn thấy thế liền cung kính chắp tay hỏi: Thế Tôn, thường ngày người không tự dưng phát ánh quang huy và mỉm cười như vậy, sao hôm nay lại thế ạ? Đức Phật nói với Anan: Đúng là như vậy, ta không phải bỗng dưng mà phát ánh quang huy như vậy. Ngươi có nhìn thấy thí chủ bà La Môn kia không? Anan đáp: Có thấy ạ. Đức Phật liền nói cho Anan biết rõ nhân duyên, vị thí chủ đó vì đã xoay 3 vòng phía bên phải ta, có nghĩa trong 13 kiếp sau sẽ không làm việc xấu, sẽ tái sinh vào nhân gian, hưởng trọn phúc phận. Sau cùng, vị ấy sẽ đầu thai thành người và xuất gia, sẽ đến chỗ A-lan nhược để tu 37 phần pháp, đạt được quả vị độc giác, danh là truyền độc giác. Vì thế hôm nay ta mới phát ánh quang huy. Đức Phật giáo hóa cho một đứa trẻ. Một hôm, Phật Đà mặc áo tu hành, cầm bát đi vào trong thành Hóa Duyên. Có một vị thí chủ dâng thức ăn ngon cho Đức Phật. Con trai vị thí chủ này từ xa nhìn thấy vội chạy như bay tới bên Phật Đà nói: Cho con đi. Phật Đà nói với cậu bé: Ngươi hãy nói con không lấy trước rồi ta sẽ cho ngươi. Con của thí chủ bà La Môn nói như vậy xong thì được Đức Phật ban cho thức ăn ngon. Một cụ già đứng gần đó nhìn thấy vậy liền khuyên đứa bé: Thế Tôn đầy công đức nên mới được thí chủ biếu đồ ăn, người phàm như cháu không được phép nhận thứ đó. Nếu cháu trả lại cho Thế Tôn, ta sẽ cho cháu 500 đồng. Đứa trẻ nghe thế rất đỗi vui mừng, liền trả lại thức ăn cho Thế Tôn, sau đó vui vẻ đến bên cụ già để nhận lấy 500 đồng. Thế Tôn sau khi hóa duyên xong trở về chỗ ở. Tỳ kheo hỏi Thế Tôn: Sao lúc cậu bé xin người đồ ăn, người không cho luôn mà còn phải bảo cậu bé nói con không cần rồi mới cho? Thế Tôn nói với Tỳ kheo: Cậu bé đó lòng tham rất nặng, kiếp này kiếp khác nhìn thấy đồ ăn gì cũng đều xin, chưa từng nói con không cần bao giờ. Ta hôm nay để cậu ta nói ra từ đó, để sau này cậu ta xuất gia theo giáo pháp Như Lai lấy thiện làm gốc, đắc thành quả vị A-la-hán. Câu chuyện thứ 12, Phật độ ta chăng, độ nàng chăng? Xưa có vị lạc ma, vì sợ ái tình làm với bẩn thiền môn mà thấy lòng hổ thẹn, thế gian sao vẹn đôi đường nhỉ, chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng. Nay lại có hòa thượng, vì quyến luyến giai nhân mà than phiền trách cứ, Phật đã độ ta, cớ sao không thể độ nàng? Cà sa chưa khoác buồn nhiều chuyện, khoác áo cà sa chuyện càng nhiều. Phương trượng, ta thấy con miệng tụng phạn kinh mà thanh âm đảo loạn, tay rùi tay gõ mà tiếng mõ rối như tơ vò. Phải chăng có điều gì khiến tâm con bấn loạn? Tiểu hòa thượng, thưa sư phụ, thế gian là chi? Sao lại có quá nhiều nuối tiếc? Phương trượng, bởi nơi đây là thế giới ta bà là phải luân hồi, mà luân hồi thì sẽ nuối tiếc. Vạn vật vô thường, thoát đến rồi đi, hư hư ảo ảo. Chẳng có thứ gì là bất biến vĩnh hằng, cứ ngỡ đã ở trong tầm tay mà hóa ra lại xa rời vạn trượng, cho nên mới khiến con tiếc nuối. Tiểu hòa thượng, phải chăng bởi luân hồi đầy rẫy tiếc nuối nên bồ đề chẳng muốn nở hoa, bởi vạn vật vô thường nên bỉ ngạn tàn theo năm tháng? Phương trượng, ai, đệ tử của ta, ta có thể thấy tâm tư của con. Con đã xuất gia rồi, sao lại quá nặng lòng vì ái tình như thế? Tiểu hòa thượng, thưa sư phụ, ái tình là gì? Hồng nha là gì? Sao lại khiến con đau khổ nhiều đến vậy? Phương trượng, đó chẳng qua chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn, dùng để đánh lừa con mắt thế gian. Bậc chân tu là phải vượt lên khỏi người thường, nhìn thấu tỏ u mê của tình sắc. Không có gì đẹp bằng cái tâm sáng trong thuần khiết, vô si vô niệm, vô dục vô cầu. Đức Phật đã ban nó cho hết thảy chúng sinh, nhưng con người không nhìn thấy, đã đem cái tâm thuần tịnh vùi lấp trong bụi cho, và coi thứ dung nhan phù phiếm như là báu vật. Tiểu hòa thượng, làm thế nào để con tìm lại được cái tâm sáng trong thuần khiết, vô dục vô cầu? Phương trượng, đó là tu. Là chân tu hay giả tu? Tiểu hòa thượng, con đã tu, nhưng vì sao không thể dứt trừ vọng niệm, sao cứ mãi vấn vương trong tình ái? Phương trượng, đừng hỏi ta vì sao không thể, mà hãy hỏi chính bản thân con, đã thực là chân tu. Tiểu hòa thượng, lặng thinh, bối rối,
phương trượng, quy y cửa Phật không phải là tu, mà chỉ là tỏ lòng hướng Phật. Xuất gia vào chùa không phải là tu, mà chỉ là tìm cho mình một nơi thanh tịnh, xa rời thế gian tục sự. Ăn chay niệm Phật không phải là tu, mà chỉ là chỉ giới thanh quy. Gõ mõ tụng kinh không phải là tu, mà chỉ là một biện pháp để an định cái tâm, trừ dứt vọng niệm. Khoác áo cà sa cũng không phải là tu, mà chỉ là để phân biệt mình với thế nhân, rằng ta là bậc tu hành. Dẫu khuấy nước nghìn sông cũng không để tỉnh sắc làm động tâm người tu Phật. Tiểu hòa thượng, vậy thế nào mới là chân tu? Phương trượng là đối diện thế sự đảo điên mà trừ dứt vọng niệm, trong ân oán tình thù mà buông bỏ phàm tâm. Không xuất gia quy y mà vẫn giữ vững cái tâm trong sáng thuần tịnh thì còn quý hơn vạn lần những kẻ mang danh thầy tu mà lòng còn luyến tiếc chuyện gió chăng. Dẫu tụng niệm kinh thư vạn quyển nhưng tâm phàm không bỏ thì vẫn chỉ là người thường khoác áo cà sa mà thôi. Phật độ ta chăng? Độ nàng chăng? Tiểu hòa thượng còn cứ ngỡ mình đã đoạn tuyệt thế gian tục sự cho đến khi. Phương trượng nhìn vào đôi mắt, khẽ mỉm cười. Tiểu hòa thượng, cho đến khi con nhận ra rằng xưa nàng đã vì con mà mòn mỏi đợi chờ cả tuổi hoa niên, nay lại vì con mà quyên sinh tự vẫn, nổi trôi nơi hoàng tuyền bỉ ngạn. Phương trượng, sinh tử vốn là lẽ thường tình, nếu không sao gọi là trần thế, cõi bụi. Tiểu hòa thượng, vẫn biết sinh tử là lẽ thường, nhưng con vẫn đau lòng khi nàng ra đi. Phương trượng, ái tình trên thế gian, bao nhiêu trong đó là duyên số, bao nhiêu là kiếp nạn. Người mà con coi là hồng nhan tri kỷ, cũng chỉ là một chúng sinh trong lục đạo. Trong lục đạo, chúng sinh phải trải qua nhân quả luân hồi, từ đó mà trả nghiệp sẽ thống khổ. Trong thống khổ mà thấu hiểu ý nghĩa nhân sinh, ngộ ra chân lý, từ đó mà tìm ra con đường đạt được vĩnh sinh. Đức Phật giảng nhân sinh có 8 điều thống khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán trường cửu, oán hận không dứt, cầu bất đắc, cầu mà không được, phóng bất hạ, buông mà không bỏ. Nỗi khổ của cô gái ấy là cầu bất đắc, muốn làm ý chung nhân của con mà không thể được. Còn nỗi khổ của con là phóng bất hạ, biết rằng tình là thứ phải buông mà không sao buông bỏ được. Tiểu hòa thượng, hỡi ôi, duyên vừa khởi đã vội tàn, duyên vừa sinh đã vội diệt. Phật đã tác thành duyên, vì sao không cho con và nàng có phận? Giấc mộng này tan theo mây khói, Phật đã độ con vì sao không thể độ thêm nàng? Phương trượng, thánh nhân cầu tâm không cầu Phật, ngu nhân cầu Phật chẳng cầu tâm. Chà chà, con còn chưa thực sự tu, sao đã mong tưởng được Phật độ? Tiểu hòa thượng, bối rối, bối rối. Phương trượng, không phải cứ xuất gia quy y mang cái danh Phật tử là sẽ được độ. Nếu con không thực tu tâm tính, không để cao tầng thứ, không thể buông bỏ tâm phàm để đạt tới cảnh giới của Phật, thì Phật cũng chẳng thể mở cửa sau cho con lên thiên quốc được, phải không? Trong tâm đầy dẫy hỉ nộ ái ố, cứ thế mà leo lên cửa Phật chẳng phải là làm ô uế trốn tịnh thổ hay sao? Tiểu hòa thượng, nhưng còn nàng, ngập ngừng không nói. Phương trượng, ta hiểu nỗi băn khoăn của con. Không phải Đức Phật không muốn độ, mà là con người không chịu tu thì Phật cũng chẳng có cách nào. Đến như con, bao năm trời ăn chay niệm Phật, thế mà nay chỉ vì một cơn ái tình đã vội vàng trả lại người áo cà sa. Phật Pháp đã hồng truyền thế gian, ai nguyện ý tu thì người ấy tu, còn ai muốn làm người thường thì chỉ có thể làm người thường mà thôi. Tiểu hòa thượng, đa tạ sư phụ đã cho con biết mình nên phải làm gì. Giấc mộng tình vừa qua quả thực khiến tim con nhức nhối, nhưng giờ con đã hiểu rằng đó chỉ là mái chèo đang khuấy động đáy sông. Nhưng nhất định con sẽ không để nó làm nhiễu loạn cái tâm tu Phật. Chỉ có điều, phương trượng, con đã ngộ ra rồi mà vẫn còn băn khoăn nữa sao? Tiểu hòa thượng, mối tình oan trái kia được thế nhân ca tụng, còn viết thành nhạc khúc rất thống thiết, lâm ly. Phương trượng, đó chỉ là phóng tác của con người thế gian, không phải lời Phật dạy. Loạn pháp mà thế, người ta đã mang cả sắc tình lục dục vào nơi thờ phụng, thêu dệt mấy chuyện bướm ong với người chân tu. Này đệ tử, trước hết cần thuần tịnh cái tâm mình, sau mới có thể lan tỏa hương thơm tới con người thế gian. Câu chuyện thứ 13, vì sao con trai của đồ tể lại có thể tu thành chính quả? Nguyện vọng của người ta là rất chủ yếu. Để trở thành người tu luyện, con trai người bán thịt đã phát nguyện từ xa xưa, cuối cùng được nghe Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, sau khi tu luyện tinh tấn mà chứng đắc quả vị. Có một người bán thịt sống ở thành phố nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng pháp. Ông cùng vợ sống một cuộc sống giàu có sung túc. Sau đó vợ ông sinh ra một bé trai, cậu bé mới sinh, trông khuôn mặt rất trang nghiêm, khiến mọi người đều trầm trồ. Đôi vợ chồng đã quyết định tổ chức một buổi lễ sinh nhật hoành tráng cho con trai. Cả hai chọn cho con trai một cái tên đẹp,
họ dùng sữa bò, sữa chua và các loại đồ ăn ngon chú tâm nuôi cậu bé. Kết quả bé trai lớn lên trở thành chàng trai vừa hiếu thuận vừa có năng lực. Người cha thấy con trai trưởng thành, liền muốn để cậu kế nghiệp cha làm công việc giết mổ. Khi nghe cha nói vậy, chàng trai đáp: "Cha ơi, chính con lúc nào chết còn không biết, chẳng lẽ con còn nguyện ý tiếp tục sát sinh sao?" Vợ của đồ tể nghe được những suy nghĩ của con trai, bà thuyết phục chồng: "Con trai đã nói như vậy, không nên miễn cưỡng khiến con tạo nghiệp thêm. Hơn nữa đồ tể cũng không phải nghề cao quý gì, chúng ta có thể nhờ người không đến giúp, hãy để cho con tùy duyên mà đi." Bởi vì cha mẹ thông tình đạt lý nên con trai người bán thịt đã từ bỏ sự nghiệp của cha mình. Sau đó, thiện căn trong tâm chàng trai ngày một lớn lên, người thanh niên ngày càng tin tưởng những pháp lý mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Anh đến nghe Phật Đà thuyết pháp, quyết định từ bỏ cuộc sống thế tục và trở thành một nhà sư. Được sự đồng ý của cha mẹ, anh ta xuất gia, không ngừng tu luyện tinh tấn, trừ bỏ đi hết thảy tâm chấp trước, chỉ mong thoát khỏi sinh tử luân hồi và mọi phiền não, cuối cùng chứng đắc quả vị La Hán. Sau đó, dùng thần thông của mình để quan sát nhân duyên độ hóa chúng sinh, anh phát hiện trước tiên nên độ cha mẹ mình. Bởi vậy anh nhanh chóng về nhà và tuyên giảng Phật Pháp cho cha mẹ, giải thoát họ khỏi nghiệp chướng do giết chóc. Sau khi nghe con trai tuyên giảng Phật Pháp, cha mẹ anh thề rằng sẽ từ bỏ những hành vi xấu xa, làm nhiều việc thiện, quy y Phật Pháp, giữ gìn giới luật, chăm chỉ bố thí. Lúc bấy giờ, chúng tỳ kheo nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp xong, hỏi Phật Đà vì sao người kia sinh ra trong gia đình đồ tể mà lại không tạo nghiệp, mong Đức Phật giải thích quan hệ nhân quả. Vì vậy, Phật Đà nói, đây là do nguyện vọng năm xưa gây ra. Rất xưa trước đây, có một nhóm thợ săn tụ tập sống trong khu rừng yên tĩnh. Trong lúc họ đã ăn uống cơm no rượu say, có một người tu hành ngộ đạo tới hóa duyên. Một người thợ săn trông thấy người tu hành thì rất vui mừng, lập tức tiến đến cúng dường rất nhiều thực phẩm. Người tu hành im lặng đón nhận đồ cúng dường, cũng dùng thân mình để biểu thị và truyền thụ Phật Pháp. Sau đó người tu hành lập tức bay lên không trung. Lúc này người thợ săn cúng dường càng cảm thấy nội tâm vui mừng, cũng phát nguyện, nguyện đem thiện căn cúng dường người tu hành của hiện tại, nguyện rằng đời đời kiếp kiếp ta được sinh ra trong gia đình hành nghề đồ tể giàu có, nhưng lại không tạo bất cứ ác nghiệp gì. Hơn nữa bản thân còn có thể ở trước mặt của vị tôn giả thù thắng hơn cả người tu hành này, khiến ông hoan hỉ, rồi sau ta sẽ xuất gia tu hành, chứng đắc quả vị. Người thợ săn cúng dường khi đó chính là vị tỳ kheo của bây giờ, còn tôn giả thù thắng hơn người tu hành tự giác ngộ kia chính là chỉ ta đây. Bởi nguyện lực của anh ta đã đến giai đoạn chín muồi, bởi vậy anh ta mới có thể dưới giáo pháp của ta mà xuất gia tu hành, chứng đắc quả vị. Câu chuyện thứ 14, chớ kiêu căng khinh mạn, soi người chẳng soi mình. Chuyện kể rằng, khi xưa tại vương quốc cổ Bất Tĩnh nọ có một phạm chí vốn tài cao học rộng, thông kim bác cổ. Hết thảy mọi điển tích, minh luận người này đều đã đọc qua, những tưởng không chuyện gì là không hiểu. Cũng chính bởi vậy mà ông ta rất hay khoe khoang hiền thị. Ngày lại qua ngày, vị phạm chí nọ đi khắp nơi tìm đối thủ để tranh luận với mình, nhưng mong định ngôi cao thấp nhưng chẳng ai dám đứng ra tranh tài. Điều này lại càng khiến cho ông ta thêm tự cao tự đại, tự cho mình là người tài giỏi nhất. Một hôm, phạm chí kiêu căng cầm một bó đuốc lớn, cứ thế mà thắp lên giữa ban ngày rồi đi khắp cả thành ra vẻ vênh vang tự đắc lắm. Có người thấy thế mới hỏi rằng, hà cớ chi ngài lại cầm bó đuốc mà soi giữa ban ngày ban mặt như thế? Phạm chí ấy mới thứ mặt nhìn trời, cả cười mà đáp rằng, thế gian ơi hỡi thế gian, tất cả đều ngu muội, không một ai dám biện luận với ta, tuy họ có mắt nhưng chẳng nhìn ra sự thật. Cho nên ta mới cầm đuốc giữa thanh thiên bạch nhật để soi sáng cho họ. Vừa hay khi ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với các đệ tử của ngài có đi qua quốc gia này và ghé lại ở tịnh xá Mỹ Âm để truyền pháp. Bằng thần thông quảng đại của mình, Đức Phật đã nhìn thấu được công đức của Phạm Chí ở cả những đời trước nữa. Với tâm từ bi, ngài thấy chúng sinh này vẫn đáng được hóa độ. Và chăng nếu chẳng được hóa độ, thì với hành vi kiêu ngạo cố chấp, tự cao tự đại, buông lung bản thân, chẳng biết vô thường như thế, vị Phạm Chí sẽ bị đọa địa ngục Thái Sơn để chịu khổ đến vô lượng kiếp mới mong trả đền hết nợ nghiệp. Biết vậy, Đức Phật bèn hóa thân thành một bậc hiền minh, ngồi bên ngã tư đường đúng lúc Phạm Chí đi đến và hỏi rằng, tại sao ở giữa ban ngày mà ông lại cầm bó đuốc như vậy? Phạm Chí vẫn ngang nhiên đáp rằng, là bởi con người thế gian đều ngu muội, suốt ngày lẫn đêm họ chẳng rõ chân lý sự tình, cho nên tôi mới cầm đuốc để soi sáng cho họ. Vị hiền minh lại hỏi Phạm Chí, dám hỏi, trong minh luận có bốn minh pháp,
ông có biết hay chăng? Phạm Chí đáp: Không biết, xin hỏi bốn minh pháp ấy gồm những gì? Lúc bấy giờ vị hiền minh nọ mới mỉm cười, nhìn Phạm Chí mà nói: Bốn minh pháp gồm: Hiểu rõ thiên văn, địa lý và thời tiết trong bốn mùa. Hiểu rõ tinh tú và quan hệ của ngũ hành. Hiểu rõ chính lý trị quốc và phương thức giao thiệp với các nước. Hiểu rõ cách điều binh khiển tướng để phòng vệ nước nhà. Đoạn ngài hỏi tiếp: Ông là một Phạm Chí tài cao học rộng, vậy cớ sao lại không biết đến bốn loại minh pháp này? Nghe xong, vị Phạm Chí nọ cảm thấy vô cùng hổ thẹn, vội ném bỏ cây đuốc xuống đất, chắp tay cúi đầu hành lễ trước bậc hiền minh. Đức Phật Từ Bi mỉm cười: Hiền tướng quang minh, muôn vạn ánh kim quang rực rỡ phi phàm sáng soi khắp cả vùng trời đất. Rồi ngài dùng phạn ngữ mà giảng cho Phạm Chí một bài kệ rằng: Nếu chỉ hiểu chút ít, tự đại kiêu mạn khinh, đó như mù cầm đuốc, soi người chẳng soi mình. Dứt lời kệ, Đức Phật mới bảo Phạm Chí rằng: Kẻ ngu si nhất ở thế gian này không ai có thể bằng ông. Giữa ban ngày mà ông lại cầm bó đuốc đi soi chân lý cho khắp cả thành, trong khi những điều ông biết chỉ như một hạt bụi. Nghe xong, Phạm Chí mới nghẹn ngào mà bừng tỉnh. Ông ta cúi đầu đảnh lễ rồi khẩn xin Đức Phật thu nhận mình làm đệ tử để trở thành đạo nhân. Sau này nhờ Phật ân của Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Phạm Chí nọ được tâm khai ý giải và chứng đắc đạo ứng chân. Câu chuyện thứ 15, Đức Phật dạy không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Chúng ta thường đoán định một cá nhân từ vẻ bề ngoài của họ, bởi vì hễ mắt nhìn thì sẽ sinh ra liên tưởng, trong tâm tự nhiên sẽ có yêu ghét, hiếm khi không có chút cảm xúc nào. Nhưng bạn đã từng phán đoán một người qua vẻ bề ngoài mà gặp sai lầm chưa? Trong Phật học Cố Sự Tập có ghi lại một câu chuyện như sau. Thành Xá Vệ có một người phụ nữ làm công việc quét dọn, mỗi ngày quét đường rất cần mẫn, chưa từng lười biếng. Dù bà rất nỗ lực quét dọn, nhưng vì công việc làm bà lúc nào cũng dơ bẩn nên người dân đều không thích gần gũi bà. Hễ thấy người phụ nữ này, mọi người không khỏi biểu lộ sự khó chịu trên nét mặt và nhanh chóng bịt mũi khi đi qua. Nhưng có một người không như vậy, lại đặc biệt có thiện cảm đối với người phụ nữ này. Đó chính là Đức Phật, người được vạn dân kính ngưỡng. Đức Phật không ruồng bỏ người phụ nữ quét dọn, lại đặc biệt muốn bà đến nghe ngài giảng pháp, hơn nữa còn khuyến khích bà nỗ lực tinh tấn. Người trong thành sau khi nghe được tin ấy thì cực kỳ phản đối, họ không tán đồng cách làm của Đức Phật. Vì thế, họ nhanh chóng thỉnh vấn Đức Phật rằng: Chúng tôi kính ái Phật Đà nhất, ngài luôn nói những lời thanh sạch, dạy mọi người phải làm được hành vi thanh tịnh, nhưng ngài vì sao lại muốn nói chuyện với người phụ nữ bẩn thỉu như vậy? Ngài lẽ nào không cảm thấy chán ghét sao? Đức Phật sau khi nghe xong các loại chất vấn có phần phẫn nộ đó, rất nghiêm túc nhìn những người này, tiếp theo mới nói: Người phụ nữ đó làm việc chăm chỉ khó nhọc, nỗ lực giữ gìn sạch sẽ cho thành thị, cống hiến của bà ta đối với xã hội cực kỳ lớn. Huống chi bà không chỉ cần cù khổ nhọc, làm việc rất có trách nhiệm mà thái độ lại còn khiêm nhường, mọi người sao lại không thích bà chứ? Chính tại lúc đó, người phụ nữ làm công việc quét dọn đã tắm rửa sạch sẽ, lại thay một bộ y phục sạch sẽ, rạng rỡ tiến đến diện kiến mọi người. Đức Phật khi thấy điều này, tiếp tục nói: Bề ngoài của các người tuy rằng sạch sẽ, nhưng thể hiện lại kiêu ngạo vô lễ, tâm trí dơ bẩn. Mọi người nên biết rằng, bẩn thỉu bên ngoài có thể dễ dàng tẩy rửa, nhưng nếu trong tâm dơ bẩn, đó mới là điều khó thay đổi. Những người vốn là tức giận tìm Đức Phật hỏi cho ra lẽ, và những người chê cười người phụ nữ kia, sau khi nghe những lời của Đức Phật đều hổ thẹn về sai lầm của mình, từ đó về sau không dám cười nhạo người khác như thế nữa. Lời dạy của Đức Phật giúp chúng ta hiểu rằng, người có thể không lấy lợi ích bản thân làm thước đo để cân nhắc, không lấy ý nghĩ trần tục để nhìn sự vật, dám đứng lên nói lời đúng đắn, thì thật sự rất ít. Suy cho cùng, những người bị tâm trạng dẫn động đa phần là mù quáng. Nếu chúng ta có may mắn nghe được chân lý phá tan mây mù, thì hãy sớm ngộ ra, hối lỗi và thay đổi. Làm được vậy mới không bị chìm đắm trong sân hận phẫn nộ, vốn là tấm lưới ràng buộc con người khó mà tự thoát ra được. Khổng Tử cũng từng nói, đánh giá người qua dung mạo thì cũng sẽ sai như ta đánh giá sai Tử Vũ vậy. Một, ngay cả thánh nhân Khổng Tử sau khi nhận ra sai lầm của bản thân cũng đã nói ra những lời cảm khái như thế để thức tỉnh hậu nhân. Khi chúng ta chưa tích trữ đủ nhận thức chính xác, sao không thể tự nhắc nhở bản thân tránh phạm phải những sai lầm như vậy? Câu chuyện thứ 16, kiếp trước bạn là ai? Đức Phật giảng về 11 loại nhân duyên của đời người. Phật gia giảng về luân hồi, chuyển sinh, về kiếp trước, kiếp sau. Rất nhiều người mang sẵn trong đầu tư tưởng vô thần, thường cho đó là những chuyện mê tín, dị đoan.
Nhưng thử hỏi, nếu tất cả là mê tín thì chẳng phải những sự tình trên đời đều chỉ là một trò đùa ngẫu nhiên của tạo hóa thôi sao? Thử hỏi mối duyên với cha mẹ, bè bạn, với vợ chồng của chúng ta cũng chỉ là chuyện hên xui, may rủi, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đức Phật Thích Ca cũng có những mối nhân duyên từ nhiều kiếp với vua cha vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia, vợ là công chúa Gia Du Đà La và con trai La Hầu La của Phật. Và con người chúng ta hay vạn sự vạn vật cũng vậy, tất cả gặp nhau đều không là ngẫu nhiên. Thực ra nhân duyên là tiền định từ kiếp trước. Những sự việc xảy ra trong đời này của một cá nhân thầy đều là kết quả gây ra từ đời trước vậy. Có một lần Đức Phật nói với Ngài A Nan, ta thấy vạn vật trong trời đất đều có nhân duyên kiếp trước. Ngài A Nan nghe thấy lời Đức Phật nói, liền tới quỳ trước mặt Đức Phật hành lễ và hỏi, xin hỏi người đó là nhân duyên gì? Những điều này tất cả các đệ tử đều muốn biết. Xin người hãy diễn thuyết thuật lại để khai thị độ hóa những người không biết. Đức Phật nói, con người nếu bồi dưỡng phúc đức cũng giống như cái cây kia. Phúc đức là một cái hạt được trồng xuống đất, sau đó dần dần lớn lên, kết thành quả và mang lại lợi ích. 1. Những người mà kiếp này may mắn có địa vị cao quý, được xã hội trọng vọng làm quốc vương hay chức cao đại thần, là người có quyền, có thế thì kiếp trước đều là những người lễ phép, biết kính trọng Phật mà đến. 2. Người kiếp này mà giàu sang và phú quý thì ắt kiếp trước cũng đều là những người đã từng bố thí hay cứu tế và cho đi rất nhiều. 3. Người kiếp này mà sống thọ, có sức khỏe dồi dào, hiếm hay không bị bệnh tật, đa phần kiếp trước đều là người luôn giữ vững giới cấm và rất coi trọng tôn nghiêm nhà Phật. 4. Người kiếp này lớn lên đoan chính, gương mặt thanh tú, dung mạo xinh đẹp, thần thái rạng ngời, hữu xạ tự nhiên hương, khắp thân mình luôn tỏa ra một mùi hương thơm mát. Người này gặp người, người thích, cất tiếng nói người người muốn nghe. Đó chính là kết quả của việc kiếp trước họ đã tu nhân tích đức, biết lấy khiêm nhường và nhẫn nhịn làm niềm vui. 5. Người nào kiếp này điềm đạm, cư xử bình tĩnh, không bao giờ hấp tấp vội vàng, cả trong nói năng và trong hành động đều rất cẩn trọng, biết chừng mực thì ắt hẳn kiếp trước đều là những người đã từng tu thiền định, tâm tưởng thanh tịnh. 6. Người kiếp này tài năng và thông suốt pháp, thậm chí có thể thuyết giảng, đồng thời hóa độ người u mê hay ngốc nghếch, biết chân quý lời nói và tự động truyền rộng Phật pháp ra ngoài để người người trong chúng sinh cùng thấu hiểu. Người có đức tính ấy ắt là kết quả của việc kiếp trước đã tu trí tuệ mà thành. 7. Người nào có giọng nói trong trẻo, âm vực rõ ràng và vô cùng truyền cảm thì ắt hẳn kiếp trước là người tới từ Tam Bảo ca hát, Tam Bảo là chỉ Phật, Pháp và Tăng. 8. Người nào kiếp này từ nhỏ mà đã ngốc nghếch thì ắt là do kiếp trước đã không muốn nhận sự dạy dỗ, luôn chỉ bảo người khác. 9. Người mà kiếp này làm nô lệ hay làm kẻ ở cho người khác thì đa phần là do kiếp trước đã thiếu nợ, có vay nhưng chưa hoặc không trả người ta. 10. Người mà kiếp này có địa vị thấp kém, sống đời nghèo hèn đa phần là bởi ở kiếp trước đã không biết lễ phép và kính trọng Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. 11. Người nào kiếp này sạch sẽ không bệnh tật là vì kiếp trước không bao giờ đánh người, tâm luôn từ bi lấy thiện đãi người. Mọi việc trên thế gian này đều thuận theo quy luật nhân quả, đều có căn nguyên của nó. Đừng trách vì sao người ác vẫn được giàu có, hay đừng trách sao mình tốt bụng, lương thiện mà chỉ mãi nghèo khổ. Chẳng người tốt nào mỗi lần đi làm việc tốt mà trong đầu lại nghĩ đến việc được phúc gì bao giờ. Có người cứ mỗi lần gặp họa lại phàn nàn, tại sao tôi làm nhiều việc tốt thế, tôi sống lương thiện thế vậy mà lại không được báo đáp, toàn gặp chuyện xui xẻo là sao? Người sống trên đời, hãy học cách thuận theo tự nhiên, buông bỏ chấp nhất, vướng bận. Hãy như biển cả dung nạp trăm sông, như núi cao không ngại đất bồi. Khi mà người ta buông bỏ chấp nhất không phải là buông bỏ tất cả mọi thứ trong cuộc sống, như cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ. Đó hoàn toàn không phải là sự buông bỏ, mà lại là một loại cực đoan khác, là một kiểu vô trách nhiệm, buông xuôi, phó mặc sinh mệnh mình. Sự buông bỏ đích thực chính là tiêu trừ những thứ dục vọng và tâm không tốt, những thứ bám giết lấy tâm người ta như tham vọng về danh, lợi, tình, sự đố kỵ, ghen ghét. Trong kiếp luân hồi, ác nghiệp và phúc báo luôn đi theo con người như hình với bóng. Nhân duyên ở kiếp trước sẽ còn kéo dài tới ngàn kiếp sau, và nghiệp duyên kiếp nọ cũng sẽ lưu truyền mãi tới kiếp kia. Bởi thế, Phật gia mới giảng cần phải tích đức, hành thiện, làm điều tốt, sống thiện lương để gây một phúc báo cho kiếp sau. Người mà tích được đại phúc thì đời sau còn có thể đắc được thân người trong vòng luân hồi lục đạo. Người chỉ làm điều xấu, hành ác, gây nghiệt duyên, đời sau ắt hẳn phải chịu thác sinh làm động vật, thậm chí chịu hủy diệt hoàn toàn. Câu chuyện thứ 17, tại sao trong tay Bồ Tát Quán Âm cầm một chuỗi tràng hạt?
người Trung Hoa cổ xưa coi việc tu thân dưỡng tính, làm theo lời dạy bảo của cổ nhân là điều quan trọng nhất trong đạo làm người. Những câu chuyện dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu được người xưa tu thân dưỡng tính, tự giới luật và tìm sai sót như thế nào. Một động không bằng một tĩnh, cầu người không bằng cầu mình. Chuyện rằng, ngày nọ Tống Hiếu Tông Triệu Thận đến bái Phật tại chùa Thiên Trúc và chùa Linh Ẩn. Khi đó, có một vị hòa thượng Pháp danh Tịnh Huy đi cùng ông. Bỗng hoàng đế nhìn thấy một ngọn núi bay tới, bèn hỏi hòa thượng, nếu đã bay tới, tại sao không bay đi? Hòa thượng đáp, một động không bằng một tĩnh. Khi đó, Tống Hiếu Tông lại nhìn thấy trong tay Bồ Tát Quán Âm cầm một chuỗi tràng hạt, lấy làm tò mò ông lại hỏi, tại sao trong tay Bồ Tát Quán Âm lại cầm tràng hạt? Nó có tác dụng gì? Hòa thượng cười đáp, là dùng để niệm Bồ Tát Quán Âm. Tống Hiếu Tông lại hỏi, tại sao ngài lại niệm chính mình? Ý thiền sư muốn nói, niệm Quán Thế Âm thực ra chính là tự học mình, chính là tự hoàn thiện mình. Bản thân chúng ta không biết trong tâm của chính mình có chứa một báu vật tiềm tàng vô tận. Mỗi khi gặp chuyện, người ta thường không tự giải quyết mà lại nhớ đến người khác, cầu xin những bậc thần linh, tự cho là như vậy có thể giảm bớt trọng trách của mình. Nhưng nếu cầu không được thì sao? Lòng sẽ thất vọng, thậm chí khi gặp những chuyện khác sẽ lùi bước. Thật là phương án sai lầm. Khi chúng ta làm một việc gì, biến động càng ít thì tỷ lệ thành công càng lớn. Nhưng chỉ khi biết rõ mình thì biến động ít nhất, cơ hội thành công là lớn nhất. Nếu ngay cả bản thân cũng khó mà khống chế được thì làm sao hy vọng được ở người khác. Bởi vậy, khi gặp chuyện không hay, ta nên cầu bản thân, nắm vững thái độ, ý chí kiên định, không kéo dài, không đợi người giúp đỡ, mọi việc đều dựa vào mình, nhất định có thể vượt qua khó khăn, thu được hiệu quả. Theo Sơn Đường Tứ Khảo, tại sao Kim Cương lại trừng mắt và Bồ Tát lại cau mày? Tiết Đạo Hành, thi nhân nước tùy đời Nam Bắc Triều, một hôm tới du lịch tại chùa Khai Thiện ở Trung Sơn có từng hỏi một nhà sư, tại sao tượng Kim Cương trong chùa lại trừng mắt? Tại sao tượng Bồ Tát lại cau mày? Hòa thượng đáp, Kim Cương trừng mắt là để hàng phục ma quỷ bốn phương. Bồ Tát nhíu mày là vì yêu quý và xót thương cho những sinh mệnh trong cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh và cõi địa ngục. Tiết Đạo Hành nghe xong, ngẩn người như đang đăm chiêu suy nghĩ, ngơ ngẩn như mất hồn, lát sau mới gật đầu thán phục. Theo thế thuyết bổ, mỗi ngày tích góp đậu để tự răn mình. Theo ghi chép trong Tống Sử, Triệu Khái, Tự Thúc Bình là người khu thành Nam Kinh, ông thường ngày luôn tu tâm dưỡng tính, tự có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, thường lấy việc góp hạt đậu mỗi ngày để tự răn. Trong phòng khách của Khang Tĩnh Công Triệu Khái luôn đặt ba chiếc lọ, một lọ trong đựng đậu nành, một lọ đựng đậu đen và một lọ để trống. Mỗi ngày ông đều bỏ mấy hạt đậu vào chiếc lọ trống này. Có người bạn thân lần nọ thấy ông làm vậy, lấy làm lạ bèn hỏi ông, tại sao lại bỏ đậu vào chiếc lọ này? Ông đáp, mỗi ngày khi tôi có niệm đầu thiện lương, sẽ bỏ một hạt đậu nành vào trong lọ, có niệm đầu xấu xa, sẽ bỏ một hạt đậu đen vào lọ. Mỗi ngày nhìn những hạt đậu đen này để tự răn và cảnh tỉnh bản thân. Ban đầu đậu đen sẽ nhiều hơn đậu nành, sau đó dần dần đậu nành sẽ nhiều hơn. Gần đây, những niệm đầu và suy nghĩ không tốt đều đã không còn nữa, nên cũng không cần bỏ đậu vào lọ. Theo Khước Tảo Biên, 10 điều ghi nhớ, quy tắc làm quan của Dương Đình. Theo ghi chép trong Minh Sử, Dương Đình tự là Tông Khí, người Hàm Ninh, tỉnh Thiểm Tây. Sau khi được thăng chức thị lang bộ hộ, vì e sợ bản thân không thể hoàn thành chức trách nghiêm minh, ông viết 10 điều ghi nhớ dưới góc ghế ngồi để tự nhắc nhở bản thân như sau. Cân nhắc khung hình phạt cần nhớ khoan dung, nhân ái. Có người xúc phạm cần nhớ tha thứ, khoan nhượng. Công việc cần ghi nhớ ưu tiên làm đầu. Luận công trạng cần nhớ thoái nhượng, lùi về sau. Khi ngồi cần nhớ những quy tắc ở ghế. Khi đi đứng cần nhớ nhường đường. Nổi tiếng rồi cần nhớ khiêm nhường, kín đáo. Đối với chức vụ luôn tự ghi nhớ mình là người tầm thường. Phẩm hạnh thường ngày cần ghi nhớ có đầu có cuối. Tử quan cần nhớ trước thời hạn, theo Kiến Văn Lục. Quy tắc giữ mình, nói năng cẩn trọng, biết dừng đúng lúc. Trong Suyết Canh Lục có ghi chép về một người tên Thiệu Đồng Nguyên. Để tự răn mình ông đã viết 4 chữ nhẫn, mặc, im lặng, thư, tha thứ và thoái, rút lui, rồi dán trên bàn. Muốn giữ an toàn và bảo vệ bản thân, nên học cách cẩn trọng trước khi nói. Cổ nhân quan niệm, chúng ta thường mất 3 năm để học nói nhưng có lẽ cần dùng cả đời để học cách im lặng, biết đủ và dừng lại đúng lúc chính là chuẩn mực hành vi hành xử cần có của mỗi người. Nội hàm thâm sâu của 4 chữ trên chính là nguyên tắc xử thế làm người chủ yếu của cổ nhân.
nhân sinh tam thất. Điển cố con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn bắt nguồn từ thời Xuân Thu. Trên đường sang nước Tề, Khổng Tử nghe thấy tiếng khóc rất đau đớn của một người, liền cưỡi ngựa lần tìm theo tiếng khóc. Ông nhìn thấy một người đang đeo liềm, buộc dây đay, ngồi ở đó đau khổ khóc không thành tiếng. Lúc đó, Khổng Tử liền xuống xe, tiến về phía trước hỏi thăm thì được biết người đang khóc đó tên là Khâu Ngô Tử, còn gọi là Cao Ngư, trước đây từng làm quan nước Tề. Ông hỏi người đó vì sao lại khóc lóc thảm thiết như vậy. Khâu Ngô Tử liền kể về ba mất mát của chính mình. Thời niên thiếu tôi rất hiếu học, đi chu du khắp nơi. Lúc trở về mới biết rằng cha mẹ đã qua đời. Đây là mất mát lớn đầu tiên. Sau khi trưởng thành, tôi hầu hạ cho vua nước Tề. Vua sống nuông chiều bản thân, đánh mất sự ủng hộ của nhân sĩ mà tôi lại không thể làm tròn được trách nhiệm của thần tử. Đây là mất mát thứ hai. Ngày hôm nay người bạn từ thuở thơ bé của tôi cũng bỏ tôi đi, không còn liên lạc nữa. Đây là mất mát thứ ba, Khâu Ngô Tử nói. Sau đó, Ngô Khâu Tử nói một câu khiến người nghe đau nhói cõi lòng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn. Cây muốn yên lặng nhưng ngọn gió điên cuồng không chịu dừng lại. Phận làm con muốn phụng dưỡng chăm sóc mà cha mẹ đã không còn nữa. Thời gian trôi đi không bao giờ quay trở lại, một khi đã rời xa thì mãi mãi không thể gặp lại nữa. Ngô Khâu Tử đau đớn hối hận vì bản thân không làm tròn trách nhiệm của người làm con. Câu nói, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn từ đó được lưu truyền ngàn đời. Thời khắc nhắc nhở trong lòng của những đứa con, khi cha mẹ còn sống, cha mẹ như cây cao to lớn, che mưa chắn gió cho con cái. Khi cha mẹ mất đi, thân thể của con cái như bị cắt đi từng khúc, đau đớn tột cùng. Bách Hối Kinh. Theo Thanh Dị Lục, thuở xưa có thư sinh người Mân Giang tên Lưu Ất, trong một lần đi uống rượu say từng gây gổ với bạn để tranh giành kỹ nữ. Sau khi tỉnh dậy, ông tự cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận. Do đó, ông đã trích lục tất cả những câu chuyện về tai họa và mất mát do uống rượu say được ghi chép trong các cổ thư, biên tập lại thành một cuốn sách có tên gọi Bách Hối Kinh để tự cảnh báo và nhắc nhở giới cấm chính mình. Người trốn khỏi vòng tay mỹ nhân. Trong Kiến Văn Lục có ghi chép câu chuyện thế này. Chủ tướng Phiên Chấn nhận thấy thuộc hạ của mình Vương Tiến Đức người chính trực, thanh cao khác với mọi người. Vì muốn kiểm tra tư cách và hành vi của ông ta, nên đặc biệt gọi tới uống rượu, lại sai người chuẩn bị một căn phòng và sắp xếp một cô gái xinh đẹp trong đó. Khi anh ta uống rượu tới hồi cao hứng và đã nhiều, chủ tướng bèn sai người đưa vào căn phòng nọ và sai người khóa trái cửa bên ngoài. Vương Tiến Đức sau khi vào phòng, nhìn thấy mỹ nhân thì kinh hãi mà hét lớn, cả lại không thể mở, bèn gắng sức phá cửa chạy một mạch tới chuồng ngựa dắt một con ra và chạy như bay khỏi nơi đó. Tới năm Hồng Vũ thời Minh Thái Tổ, ông được phong làm thái học sinh, sau đó là giám sát viên ngự sử, có nhiều chiến tích và được người đời khâm phục. Bốn vị thuốc tốt của đời người. Ta, Tô Đông Pha tự xưng, nghe nói trong Chiến Quốc Sách có một phương thuốc, ta đã từng dùng nó, vô cùng hiệu quả. Vì vậy đặc biệt ghi ra, vị thuốc này gồm bốn vị. Một là coi vô sự là hiển vinh. Hai là coi ngủ sớm là giàu có. Ba là coi đi chậm là ngồi trên xe. Bốn là coi bữa ăn muộn kéo dài chỉ hoãn cơn đói là ăn thịt. Theo Đông Pha đề bạt, câu chuyện thứ 18, đời người không thể cầu như ý, chỉ một nửa cũng đáng thỏa lòng. Con người hầu như ai cũng mong muốn mọi thứ trong đời đều diễn ra tốt đẹp và như ý. Nhưng thực tế, cuộc đời có 10 phần thì chỉ có thể như ý được 8, 9 phần. Làm gì có chuyện mọi việc đều sẽ thuận theo ý mình được. Có một câu đối trong chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu được viết như thế này. Nhân sinh na năng đa như ý, vạn sự trích cầu bán xưng tâm. Nghĩa là, đời người sao có thể có nhiều điều như ý, vạn sự chỉ cầu một nửa được vừa lòng. Sự tuyệt vời của một nửa nằm ở chỗ nếu bạn chỉ cần một nửa của mong muốn thì sẽ cảm thấy đủ. Từ biết đủ mới có thể hạnh phúc. Chỉ cần để ý một chút, bạn sẽ thấy rằng trong cuộc sống nơi đâu cũng tràn đầy trí huệ của một nửa. 1. Tình bạn là một nửa quan tâm và một nửa bỏ quên. Bạn bè thật sự không nhất định phải thường xuyên liên lạc, nhưng chắc chắn không bao giờ quên mất nhau. Thỉnh thoảng nghĩ đến đối phương, nghĩa là trong lòng vẫn có sự quan tâm nhất định. Ngay cả khi thời gian trôi nhanh, tình bạn cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Còn có những người bạn chỉ thoáng qua trong đời, cũng chẳng mấy khi còn liên lạc lại. Họ bất quá cũng chỉ là khách qua đường trong hành trình sinh mệnh mà thôi. 2. Gia đình, một nửa phó xuất và một nửa thu hoạch. Một gia đình hạnh phúc đòi hỏi mọi người cần phải nỗ lực phó xuất. Ví dụ như chăm sóc cha mẹ, giáo dục con cái, làm cho ngôi nhà luôn tràn đầy ấm áp. Và khi đó bạn sẽ nhận ra,
Mỗi lúc chúng ta cảm thấy mỏi mệt với xã hội xô bồ, thì chỉ cần một nụ cười từ gia đình cũng sẽ tiếp thêm cho bạn sức mạnh bước tiếp. 3. Trẻ em, một nửa là thiên phú và một nửa là bồi dưỡng. Mỗi đứa trẻ đều như một hạt giống, nhưng thời kỳ ra hoa của chúng là khác nhau. Một số hoa có thời gian nở nhanh và rực rỡ, nhưng cũng có một số hoa lại đòi hỏi người chăm cần thời gian chờ đợi lâu. Do đó hãy kiên nhẫn, không cần nhìn xem những hạt giống khác đang nở hoa và kết trái ra sao, rồi đi kết luận rằng con bạn không phải là một hạt giống tốt. Hãy tin vào đứa trẻ của bạn, cũng như kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi hoa nở rực rỡ. Hoặc cũng có trường hợp loại hạt giống của bạn mãi mãi sẽ không nở hoa, bởi ngay từ đầu, nó đã được định sẵn để trở thành một cây đại thụ. 4. Công việc, một nửa là may mắn, một nửa là nỗ lực. Mọi người đều dành hầu hết thời gian trong ngày để làm việc, công tác. Bởi đó không chỉ là sự đảm bảo để nuôi sống gia đình mà còn là cách để trau dồi ý chí và hướng tới một cuộc sống tốt hơn. Có những người chỉ chấp nhận làm việc ngày đủ 8 tiếng, không bao giờ chịu bỏ thêm thời gian để học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng. Người như vậy thường không có gì nổi bật, cũng chẳng thể đi xa hơn được. Thực ra, công việc càng làm nhiều thì sẽ càng biết việc. Đó là thể hiện của sự phó xuất và nỗ lực không ngừng để hoàn thành mục tiêu. Người như vậy nhất định sẽ càng có thêm nhiều cơ hội để thăng tiến. 5. Tiền, một nửa là thiên thần, một nửa là ác quỷ. Khi tiền có thể cứu mạng một người thì đó là thiên thần, nhưng khi người ta chết vì tiền thì đó chính là một con quỷ. Khi chúng ta thỏa mãn một nhu cầu bình thường nào đó trong cuộc sống thì đó là thiên thần, nhưng khi những ham muốn và ảo tưởng bị thổi phồng lên thì đó là một con quỷ. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Bản thân đồng tiền không đại diện cho kế ác, nhưng lòng tham của con người đối với tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi. 6. Hạnh phúc, một nửa là giành lấy, một nửa là tùy duyên. Hạnh phúc có vẻ như vô hình, nhưng thực tế lại đang nằm trong tầm tay. Khi bạn khát, có thể uống một ngụm nước, nhưng đừng ham thích đồ ngon của người khác. Khi bạn đói, hãy ăn một miếng, nhưng đừng ham thích những món sơn hào hải vị của người khác. Bạn chỉ cần mỉm cười, nỗ lực cố gắng, các việc trong đời đều thuận theo tự nhiên, tự khắc khi đó bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu bạn thậm chí còn không sẵn sàng để với lấy thức ăn trên bàn và chờ người khác đến cho bạn ăn, thế thì bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thật sự. 7. Giấc mơ, một nửa là dũng khí, một nửa là ảo tưởng. Socrates từng nói rằng điều vui nhất trên thế giới này là có thể vì giấc mơ mà nỗ lực. Con người sống trên đời, mỗi bước đi đều có khó nạn. Biết bao nhiêu người đến nay đã đắm chìm nơi trần thế, cứ đi vào liền quên mất ý định ban đầu của mình. Chúng ta cần gieo hạt giống cho giấc mơ. Những giấc mơ ấy tuy rất xa, lúc ẩn lúc hiện, đôi khi còn không được thực hiện trong đời. Nhưng ý nghĩa thực sự của giấc mơ là dám can đảm bước đi. Vì giấc mơ mà hành động, thay vì chỉ nhìn vào giấc mơ mà mơ mộng cả ngày, lãng phí thời gian. 8. Cuộc sống, một nửa là hương vị, một nửa là hân hoan. Cuộc sống luôn không thể tách rời khỏi mùi của củi, gạo, dầu, muối, nồi và chảo. Hương thơm của những chậu cây ngoài ban công, ý nghĩa sâu xa trong những quyển sách gối đầu giường và những câu chuyện trong bức tranh treo trên tường. Một cây cỏ, một cuốn sách, một bức tranh và một chén trà. Mắt chúng ta hướng đến đâu, lòng chúng ta hướng đến đâu, sẽ có niềm vui ở nơi đó. Nhiều khi chúng ta chỉ là đang thiếu đi một hạt giống để làm nên ý thơ. 9. Cuộc sống là một nửa là hồ đồ, một nửa là minh bạch. Trải qua những năm tháng tôi rèn nơi thế tục, chúng ta đều từ trong hồ đồ mà minh bạch được một số đạo lý. Sau khi minh bạch được rồi thì lại bị những sự tình khác làm cho hồ đồ. Hồ đồ trong minh bạch và minh bạch trong hồ đồ, đây là một loại trí huệ của đời người. Hiểu được đạo lý, học cách hòa hợp với thiên nhiên, chúng ta sẽ thấy cuộc sống nơi nơi đều là phong cảnh. Thế giới luôn luôn là một nửa và một nửa, một nửa là trời và một nửa là đất, một nửa là nam và một nửa là nữ, một nửa là thiện và một nửa là ác. Cuộc sống luôn luôn là một nửa và một nửa tranh giành, một nửa tùy duyên, một nửa khói hương, một nửa vui vẻ, một nửa hồ đồ, một nửa hiểu rõ. Nửa nhân và nửa quả, nửa được và nửa mất, nhiều chuyện trong tương lai sẽ có hai nửa, một nửa sẽ trả lại trời đất và một nửa sẽ cấp cho nhân thế. Quá nhiều một nửa và một nửa. Cuộc sống chính là luôn ở trong một nửa và một nửa. Đi được nửa đường, sẽ còn lại một nửa đường. Làm người và làm việc, đừng mong mọi việc chu toàn, chỉ cần cầu được một nửa, biết đủ thường vui,
cuộc sống mới có thể viên mãn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe hết video của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được bình an, hạnh phúc ở đời. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Suy nghĩ về kiếp người. Cuộc sống vội vã, kiếp người bé nhỏ, thời gian trôi nhanh như cơn gió lướt qua ngoài cửa sổ. Hôm qua còn vui vẻ, cười nói, mà hôm nay đã đôi ngả lìa tan. Người cũ lâu không gặp, chuyện cũ lâu không bàn. Chớp mắt một cái, nhìn quanh mình chẳng còn lại mấy ai. Thời gian không đợi một ai. Một sớm soi gương thấy tóc mình điểm bạc. Hồng trần có khác nào cõi mộng vậy thôi. Người ta thường nghĩ một kiếp của con người là từ sanh cho đến già, bệnh chết là hết. Tức sanh ra để rồi kết thúc bằng cái chết. Nếu một kiếp của con người đơn giản như vậy, thì thiệt ra không đáng sống. Vì vậy Đức Phật có suy nghĩ xa hơn, là thấy được phía bên trong có cái gì khác nữa, mà Kinh Hoa Nghiêm diễn tả là pháp giới duyên sanh. Khi Đức Phật dạy rằng con người sanh, già, bệnh, chết là khổ, thì gần như ai cũng nhàm chán sống, tức sống để chịu khổ rồi chết. Từ đó người theo Phật tu hành, xuất gia, bỏ nhà cửa, sự nghiệp và quyến thuộc để sống phạm hạnh. Như vậy người xuất gia hầu như đã cắt bỏ hết cuộc sống bình thường. Nhưng còn thân này thì họ phải ăn uống ngủ nghỉ. Tuy nhiên người tu cắt bớt việc ăn uống ngủ nghỉ để không bị lệ thuộc bốn thứ này thì được giải thoát. Đó là pháp đầu tiên mà Phật dạy cho con người. Thật vậy, trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng ta vì những người nhàm chán, sanh, già, bệnh, chết mới nói pháp Niết Bàn và chỉ dạy con đường đưa đến Niết Bàn là pháp đầu tiên gọi là Tứ Thánh Đế, tức bốn chân lý không thay đổi. Từ những chân lý này mở ra cho chúng ta cuộc sống có ý nghĩa là Đức Phật vẽ ra hai con đường sống là cuộc sống khổ đau và cuộc sống an lạc, hai kiếp người khổ đau và kiếp người an lạc. Nếu chọn một con đường đi lên là thiên đường hay Niết Bàn, chọn con đường đi xuống là địa ngục. Và Đức Phật dạy rằng kiếp sống khổ hay vui cũng do ta tạo nên. Đó là tư tưởng mới nảy sinh trái ngược với tư tưởng cổ của Ấn Độ thời bấy giờ, chủ trương con người khổ hay vui đều do Thượng Đế quyết định. Thượng Đế ban vui hay hành hạ con người khổ là toàn quyền của Ngài. Nhưng Đức Phật dạy rằng con người quyết định vận mạng của mình. Ngài phủ nhận quyền sinh sát của Thượng Đế và dạy rằng chúng ta không nên giao vận mạng của mình cho người mà mình không biết, gọi là Thượng Đế. Đức Phật hỏi người Bà La Môn rằng ông có biết hay thấy Thượng Đế hay không? Ông ta trả lời không thấy cũng không biết Thượng Đế. Phật hỏi như vậy tại sao ông tin Thượng Đế? Ông nói tại vì cha của con, ông của con, tổ tiên của con nói có Thượng Đế. Bấy giờ Phật dạy rằng đừng tin những gì được nhiều người trước ta tin. Muốn tin phải kiểm chứng, coi điều ta tin có hợp lý hay không. Nếu không hợp lý, ta không tin. Nếu thấy hợp lý rồi, còn phải kiểm chứng trong cuộc sống và thấy kết quả không đúng cũng gạt bỏ. Không phải nghe rồi tin, không phải người xưa dạy rồi ta theo. Trên bước đường giáo hóa độ sanh, có lần Phật gặp người theo ngoại đạo, nói rằng cha của ông dạy mỗi sáng phải lạy sáu phương, nên ông theo truyền thống này mà lạy. Phật mới bảo rằng không nên tin theo truyền thống, nhưng làm phải suy nghĩ truyền thống này có từ bao giờ và có lợi ích nào. Vì vậy, khi lễ bái sáu phương, lạy phương Đông phải nghĩ gì, lạy phương Tây nghĩ thế nào? Phật nói rằng những gì người xưa để lại chúng ta phải kiểm chứng, và ngay như lời Phật dạy cũng phải kiểm chứng trong cuộc sống của chúng ta để ứng dụng cho đúng. Phật dạy rằng tất cả mọi người sống trên cuộc đời chỉ có một chữ là khổ, không ai thoát được khổ. Người giàu hay nghèo, già hay trẻ đều khổ. Nói chung suốt cuộc đời người là khổ.
Nếu kiếp con người là khổ, thì thử hỏi ai làm chúng ta khổ? Và ai giải quyết được nỗi khổ này? Nếu Thượng Đế làm chúng ta khổ, thì hãy tìm Thượng Đế để Ngài giải quyết. Nhưng theo Phật dạy, chính ta làm khổ ta. Như vậy ta phải tự tháo gỡ cái khổ cho mình. Phật nói tất cả mọi người đều sợ khổ, nhưng họ luôn tạo nhân khổ. Trong kiếp người, ai cũng muốn an lạc, nhưng không bao giờ tạo nhân an lạc. Vì vậy theo Phật, nếu tạo nhân an lạc, dù không muốn an lạc, ta cũng được an lạc. Nhưng tạo nhân khổ thì chắc chắn khổ cũng đến với ta, không thể thoát. Trên bước đường tu hành, ý thức như vậy là nhận diện được cái lý của khổ để cắt bỏ lần lần cho đến đoạn tuyệt nỗi khổ. Đầu tiên nhận ra cái khổ và nguyên nhân của khổ, nhưng đó chỉ mới là giới hạn nỗi khổ niềm đau từ sanh đến chết trong kiếp người hiện tại. Còn nguyên nhân xa là trước khi sanh, chúng ta đã tạo nhân gì ở kiếp quá khứ và do nguyên nhân nào mà tái sanh làm người trên cuộc đời này. Ở đây chúng ta mới tìm cái nhân hiện tại và đoạn cái nhân hiện tại này là tập đế và tu đạo đế. Con người không khổ, nhưng tự mình làm mình khổ. Nói như vậy, đôi khi Phật tử thấy lạ, nhưng suy nghĩ kỹ sẽ nhận ra lời Phật dạy là đúng. Đức Phật dạy rằng, nỗi khổ của con người phát xuất từ sự ham muốn. Sự ham muốn không được nên khổ gọi là cầu bất đắc khổ. Vì vậy, Phật bảo chỉ cắt bỏ ham muốn, chúng ta sẽ hết khổ liền. Ham muốn cái gì? Tất cả mọi người trên cuộc đời này thường ham muốn tiền tài, địa vị, danh vọng là ba điều ham muốn căn bản nhất. Người có ham muốn như vậy thì dù địa vị cao tới đâu hay tiền bạc có nhiều bao nhiêu cũng khổ. Cứ như vậy mà nỗi khổ tăng lên, không giảm được. Khi sinh mệnh của con người chấm dứt, đến lúc sự sống không thể cứu vãn được nữa, thì tiền tài là gì? Danh vọng là chi? Hết thảy đều vô nghĩa. Truy cầu giàu có khiến người tham lam biến thành ác quỷ. Trong mắt người sắp từ giã cõi đời, những gì gọi là danh phận, địa vị, tiền bạc đều chỉ là vô nghĩa mà thôi. Sức khỏe là số một. Không có sức khỏe thì danh tiếng, địa vị, sĩ diện, xa hoa, xe sang, nhà cao cửa rộng, thảy đều là mây bay, gió cuốn, mong manh, hư ảo cả. Hãy luôn nhớ rằng, chiếc điện thoại thông minh cao cấp 70% chức năng là không hề dùng tới. Một chiếc xe sang 70% tốc độ là thừa. Một ngôi biệt thự nguy nga 70% diện tích là bỏ trống. Hàng loạt chuyện đời 70% là vô vị hư không. Một đời nỗ lực kiếm tiền 70% là để lại cho người khác tiêu. Hãy sống thật đơn giản, tận hưởng cuộc đời, giữ lấy 30% những gì vốn thuộc về mình mới mong thực sự có được hạnh phúc. Đời người lại như một hiệp đấu, nửa trước là học hành quyền lực, chức tước, thành tích, tăng lương, tăng chức, còn nửa sau là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, ung thư, cô đơn, sầu não. Nửa hiệp đầu là phấn đấu hết mình, nửa hiệp sau là chấp nhận buông xuôi. Cớ sao kiếp người mỏi mệt lắm vậy? Hãy nhớ, không có bệnh cũng phải giữ gìn sức khỏe, không khát cũng phải uống nước, có phiền muộn cũng phải nghĩ cho thông, có lý cũng phải nhường người, có quyền cũng phải thấp giọng, không mệt cũng phải nghỉ ngơi, không giàu cũng phải biết đủ, bận mấy cũng phải luyện tập. Khi gặp phải chuyện buồn đau, không như ý, hãy nghĩ rằng cuộc sống chính là một lần phải vượt qua. Kiếp người khi đến tay không, ra đi cũng tay không. Không mang đến hạt cát, mà cũng không mang đi một áng mây nào. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn đón nhận được nhiều năng lượng tích cực và có một cuộc sống an nhiên.